Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 181. Khoan đã, tiểu tử, người khoan hãy đi. Lão giả trên vách tường băng thấy Hạ Thiên chuẩn bị rời đi, lập tức la lớn, ngươi che lại suối ẩn nguyệt, phái Tuyết Sơn tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi chỉ cần thả ta ra, lão phu có thể giúp ngươi hòa giải, bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Hạ Thiên bật cười, có chút trào phúng, lão đầu nhi, ngươi muốn ta cứu ngươi. Nói cứu cái gì chứ, mọi người giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Lão giả trên vách tường băng hiển nhiên không chịu bỏ mặt mũi, cứ kiên trì nói, người của chấp pháp đường sắp đến rồi, chỉ dựa vào hai người các ngươi tuyệt đối không ngăn nổi đâu. Đây chính là thái độ cầu người của ngươi. Hạ Thiên không thèm để ý. Lão giả thấy biểu hiện của Hạ Thiên không vui, vội vàng bổ sung một câu, lão phu thấy châm pháp của ngươi không tệ, hẳn cũng học y, chỉ cần ngươi thả ta xuống, lão phu nguyện ý truyền thụ sở học một đời cho ngươi. Thật ngại quá, ta hoàn toàn không có hứng thú với sở học một đời của ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Lão giả trên vách tường băng có chút kiêu ngạo nói, năm đó, lão phu là dược vương cái thế thiên hạ và châm vương vô song, luyện dược và châm pháp đều là hàng đầu. Nếu ngươi có thể nhận được 3-4 phần chân truyền của ta cũng đủ cho ngươi quét ngang danh y cả nước. Ta chẳng quan tâm ngươi là châm vương, dược vương gì cả, ngươi hoàn toàn không sánh nổi 1% của ta. Hạ Thiên thành thật nói, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Chút trình độ này của ngươi còn chưa đủ tư cách dạy ta. Đúng là cuồng vọng, lão giả trên vách tường băng cười khẽ, lắc đầu nói, nhớ năm đó Tả Vạn Đỉnh ta cũng uy danh hiển hách trên giang hồ, trong giới y học lại càng lực áp quần xài. Ngoại trừ bị một số yêu nghiệt đánh bại trong những cuộc thi đấu y học, gần như không ai dám tranh phong với ta. Khi đó, không biết có bao nhiêu danh nhân quyền quý quỷ gối trước mặt ta, cầu ta nhận bọn họ làm đệ tử. Ngươi lại dám nói ta không có tư cách dạy ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói, trước kia ngươi có bao nhiêu lợi hại, đó là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta. Hắn còn bổ sung một câu, còn nữa, mặc kệ ngươi lợi hại như thế nào cũng không lợi hại bằng ta, bởi vì ta là đệ nhất thiên hạ, mặc kệ châm pháp hay là luyện dược. Tiểu tử, ngươi có dám nói ra sư thừa của ngươi hay không? Lão giả trên vách tường băng bị Hạ Thiên chọc giận. Quát hỏi, ta cũng muốn biết rốt cuộc ai đã dạy ra tên cuồng đồ như ngươi. Sợ ngươi nói ra tên của sư phụ mình, kết quả lại là bại tướng dưới tay ta. Hạ Thiên đáp ngay, đại sư phụ của ta là quỷ y Trương Minh Đà, nhưng khi ta còn nhỏ, y thuật của ta đã vượt qua ông ấy. Cái gì, sư phụ của ngươi là quỷ y Trương Minh Đà? Lão giả trên vách tường băng kinh ngạc không thôi, con ngươi thậm chí còn có một chút sợ hãi, ngươi chính là đồ đệ của tên yêu nghiệt đó. Cũng khó trách, cũng chỉ có loại biến thái đó mới dạy ra được cuồng đồ như ngươi. Hạ Thiên hỏi, ngươi biết đại sư phụ của ta? Biết chứ, mà đâu chỉ biết không? Lão giả trên vách tường băng cười khổ, năm đó, lão phu thành tài rời núi, luyện dược chi pháp độc bộ thiên hạ, châm pháp cũng cử thế vô song, chỉ bại qua bởi Trương Minh Đà trong một lần đấu y, nhưng lần đó ta thua tâm phục khẩu phục. Nếu ngươi đã là đồ đệ của hắn ta, lão phu cũng không làm khó ngươi nữa. Người đi đi. Hạ Thiên ôm lấy eo Dương San, quay người rời đi. Này, Hạ Thần Y, người thật sự thấy chết không cứu sao? Trịnh Tự Kỳ không biết tỉnh lại từ lúc nào, có chút tức giận nói với Hạ Thiên, lão nhân gia kia thật sự quá đáng thương, vì sao ngươi không cứu ông ấy? Đối với ngươi mà nói, chuyện này chỉ tiện tay thôi mà. Hạ Thiên tùy ý liếc mắt nhìn ông ta, ngươi còn chưa chết. Cũng may ta được vị lão tiên sinh này cứu, cho nên mới không bị hút vào. Trịnh Tự Kỳ thật sự có chút oán giận Hạ Thiên. Dù sao vừa rồi ông ta cũng đã cầu cứu hắn nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến ông ta. Hạ Thiên nói, nếu đã nhặt về được cái mạng thì phải biết trân quý, đừng muốn chết nữa. Ta chỉ là không nghĩ ra mà thôi. Trịnh Tự Kỳ lạnh lùng nói, lão nhân gia ông cũng không phạm tội gì ngập trời, lại bị nhốt ở đây 40 năm, chịu hết tra tấn. Ngươi rõ ràng có khả năng cứu ông ấy, tại sao lại thấy chết không cứu? Ngươi muốn cứu ông ta? Hạ Thiên cười hỏi. Trịnh Tự Kỳ nhìn thấy Hạ Thiên cười, vô thức cảm thấy không ổn, nhưng vẫn cười khan, ta nào có năng lực cứu ông ấy chứ, chẳng qua ta chỉ cảm thấy ông ấy thật sự quá đáng thương. Nếu Hạ Thần Y có thể ra tay cứu ông ấy, đó cũng là một chuyện tốt mà. Nếu ngươi có thể cứu ông ta thì sao?
Hạ Thiên truy vấn, ngươi cứu hay không cứu? Trịnh Tự Kỳ đành phải đáp, nếu ta có thể cứu ông ấy, ta đương nhiên sẽ cứu. Dù sao vừa rồi ông ấy cũng đã cứu ta, đáng tiếc tu vi của ta mất hết, võ công cũng. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Hạ Thiên lại cười sán lạn hơn, trước thả Dương San ra, sau đó hai tay đặt lên vai Trịnh Tự Kỳ. Hạ thần y, ngươi muốn làm gì? Trịnh Tự Kỳ như phát mộng, hoàn toàn không biết Hạ Thiên đang làm gì. Hạ Thiên cũng không trả lời, thân hình lóe lên, bay lên trên vách tường băng, sau đó mang một người trở xuống. Một lát sau, trên bức tường băng vang lên một tiếng kêu sợ hãi a. À. Hạ thần y, ngươi đang làm gì vậy? Trịnh Tự Kỳ hoảng hốt, phát hiện ông ta đã thay thế lão đầu nhi đính trên vách tường băng. Không phải như ngươi mong muốn sao? Hạ Thiên tùy ý đáp lại. Cái gì? Trịnh Tự Kỳ ngẩn cả người, không biết lời này của Hạ Thiên là có ý gì, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hạ Thiên tiện tay chỉ Tả Vạn Đỉnh đang té lăn trên mặt đất, cười nói, vừa rồi chính ngươi nói muốn cứu ông ta, cho nên ta đã thành toàn cho ngươi. Cái này ta có nói nhưng đó là nói với ngươi. Trịnh Tự Kỳ không thể nào hiểu được, vừa thống khổ lại vừa oán giận, ta cầu ngươi cứu ông ta, điều này có liên quan gì đến ta, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Uổng cho ta còn nghĩ ngươi là người tốt, muốn bái ngươi làm thầy. Dương San nghe xong, không khỏi cau mày, ngươi muốn cứu người nhưng không tự mình đi cứu, lại bức người khác cứu, hơn nữa còn không muốn bỏ ra cái giá gì, còn có chuyện đó sao? Lão đầu nhi này cũng không phải cha ta, dựa vào đâu mà bắt ta trả giá đắt. Trịnh Tự Kỳ phát hiện logic này cực kỳ không thỏa đáng, ta thấy ông ta quá đáng thương, cho nên ta mới cầu xin hạ thần y mau cứu ông ta. Dương San bật cười, hỏi ngược lại, ngươi không muốn trả giá đắt, vậy ngươi muốn ai thay ngươi trả giá cho sự đồng cảm đột ngột của ngươi? Vừa rồi ngươi không phải cũng cảm thấy ông ta đáng thương sao? Tại sao bây giờ lại chỉ trích ta? Trịnh Tự Kỳ cảm thấy mình như muốn điên lên, làm sao cũng nói không thông với hai người này, đành phải cầu khẩn, được rồi, xem như ta sai. Hạ thần y, ngươi là người tốt, không có lý gì lại bắt ta như vậy. Ta chỉ là một người bình thường, không chịu được loại hình phạt này đâu, ngươi tha cho ta đi. Dương San lắc đầu, quả nhiên vẫn là ai đó nói đúng, người tốt nên để cho người ta cầm súng chỉ vào. Vợ tiểu tiểu Dương, không cần tức giận vì ông ta nữa. Hạ Thiên nói, ông ta muốn cứu người, ta đã giúp ông ta thực hiện như ý nguyện. Bây giờ ông ta đang sướng đến phát rồ, chúng ta nên để ông ta tiếp tục cao hứng ở đây. Trịnh Tự Kỳ còn muốn nói điều gì đó, chợt phát hiện bản thân không phát ra được âm thanh nào. Tiểu tử, ngươi dừng lại một lát. Tả Vạn Đỉnh bị đính trên vách đá gần 40 năm, tay chân đã bị thoái hóa, gần như không động đậy được, ngươi có thể đưa ta về Tả gia Nam Cương được không? Lão phu nhất định sẽ cảm tạ. Ta thấy không cần, hôm nay các ngươi ai cũng không được đi. Mấy bóng người đột nhiên bay đến gần. Một người trong đó mặc trường sam màu trắng, trường thân ngọc lập, thắt đai lưng màu đỏ, khí thế phi phàm, thái độ cũng cực kỳ kiêu căng, ánh mắt bế nghễ nhìn đám người Hạ Thiên. Tả Vạn Đỉnh, năm đó ngươi phạm đại tội thí sư, dựa theo môn quy, ngươi phải là vạn kiếm xuyên thân mà chết. Nam nhân áo trắng lạnh lùng nhìn Tả Vạn Đỉnh, băng trưởng môn tha cho ngươi một mạng, chỉ phạt ngươi cả đời trông coi linh tuyền ở đây đã là thiên đại ban ân, ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng làm không được, đúng là phế vật. Tả Vạn Đỉnh lạnh lùng nói, thế hệ bây giờ của phái Tuyết Sơn đúng là không biết lễ phép, nói thế nào ta cũng là sư thúc của ngươi, ngươi lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta. Ngươi đã sớm bị trục xuất khỏi sư môn, nam nhân kiêu căng cười lạnh, lần này, ta sẽ mang ngươi về núi, trực tiếp dựa theo môn quy mà xử lý, cho ngươi một thống khoái. Tả Vạn Đỉnh hiển nhiên không phục, lập tức phản bác, chuyện năm đó có quá nhiều chuyện đáng ngờ, hơn nữa ta đã có manh mối mới. Ta bị người ta hãm hại, sư phụ tuyệt đối không phải do ta giết. Đừng vùng vẫy nữa, nam nhân kiêu căng lười phí thời gian, trưởng môn, còn có chấp pháp đường không rảnh nghe ngươi rảo biện. Cũng đã nhiều năm rồi mà ngươi còn nói nhảm như thế. Tả Vạn Đỉnh đang định nói điều gì đó, người đi theo đằng sau nam nhân kiêu căng lập tức vò tới chói Tả Vạn Đỉnh lại, thuận tiện bịt luôn miệng. Hai vị nhìn lạ mặt quá, đến du lịch à? Khóe miệng nam nhân kiêu căng nhếch lên. Mỉm cười hỏi, tuy nhiên, nơi này không phải là nơi mà khách du lịch có thể đến. Đương nhiên,
khách du lịch bình thường lại càng không. Cho nên, các ngươi nên thành thật khai báo, là ai phái các ngươi đến đây? Này, thằng ngu, ngươi là ai thế? Hạ Thiên khinh thường nói, ta và vợ Tiểu Tiểu Dương muốn đi đâu thì đi, ai cũng không được xen vào. Nam nhân kiêu căng hừ nhẹ, mắt lạnh nhìn Hạ Thiên ta. Ta là đệ tử chân truyền phái Tuyết Sơn, đường chủ chấp pháp đường Bạch Thiên Phương. Lại là họ Bạch, Hạ Thiên ngáp một cái, sao núi tuyết này nhiều tên họ Bạch ngu ngốc thế nhỉ? Ánh mắt Bạch Thiên Phương hiện lên sát ý, ngươi không có tư cách ăn nói như vậy với ta. Hai người tự tiện xông vào cấm địa phái Tuyết Sơn, còn tự ý thả trọng phạm của môn phái chúng ta, ý đồ bất chính. Các ngươi phải đi theo ta một chuyến. Ta xin đính chính lại, chúng ta không có ý đồ bất chính. Dương San lên tiếng, chúng ta chỉ muốn điều tra nơi phát sinh Tuyết Hầu tử mà thôi, sau đó bị người ta dẫn đến đây. Chúng ta không có ác ý với phái Tuyết Sơn, cũng chẳng có hứng thú. Bị người dẫn đến đây, Bạch Thiên Phương không tin. Là ai mà lợi hại như thế, có thể dẫn các ngươi đến cấm địa phái Tuyết Sơn chúng ta? Dương San im lặng. Bạch Thiên Phương nhướng mắt nhìn Trịnh Tự Kỳ đang bị đính trên vách tường băng, sao? Lại một gương mặt rất quen, nhưng tại sao ngươi lại bị đính bên trên thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch đường chủ, ngươi đừng nghe bọn họ nói loạn, là bọn họ ép ta đến đây. Trịnh Tự Kỳ nhìn nam nhân kiêu căng. Lập tức nhận ra, trong giọng nói có chút run rẩy, nếu ta không phối hợp, bọn họ sẽ giết ta, hơn nữa Bạch Tam gia còn bị bọn họ giết chết. Bạch Thiên Phương hỏi, người có phải cũng muốn nói năm đó người bị người ta hãm hại, chấp pháp đường chúng ta đã oan uổng ngươi? Ta không có ý này, tuyệt đối không có. Trịnh Tự Kỳ lắc đầu liên tục, ta cảm thấy năm đó Bạch đường chủ chấp pháp rất công chính, ta tâm phục khẩu phục. Chỉ là ngươi có thể thả ta xuống hay không, ta không chịu nổi. Ngươi ở trên đó rất tốt, Bạch Thiên Phương cười lạnh, nếu Tả Vạn Đỉnh bị mang về xử lý, ngươi thay vị trí của ông ta trông coi Linh Tuyền cũng tốt. Trịnh Tự Kỳ nghe xong, trong nháy mắt sụp đổ, Linh Tuyền không còn, ta trông coi cái gì? Mau thả ta xuống. Linh Tuyền không còn, lúc này, Bạch Thiên Phương mới phát hiện dị dạng, tiến lên hai bước chạy đến bên cạnh Linh Tuyền, sao? Chuyện gì đã xảy ra? Con suối đâu? Linh khí đâu? Tuyết Hầu tử đâu? Tất cả đều đâu hết rồi? Hạ Thiên cười nói, không cần tìm, đây không phải Linh Tuyền mà chỉ là khe nứt thời không, đã bị ta che lại. Ngươi thật to gan, lại dám ăn trộm Linh Tuyền phái Tuyết Sơn chúng ta. Bạch Thiên Phương nghe Hạ Thiên nói, không khỏi hoảng hốt, rút một thanh nhuyễn kiếm bên hông chỉ vào cổ họng Hạ Thiên, dựa vào một mình ngươi không thể làm được chuyện này. Nói. Đồng bọn của ngươi ở đâu? Ngươi rốt cuộc do ai phái đến? Dương San nhấn mạnh, Hạ Thiên đã nói qua, đây không phải Linh Tuyền mà là khe nứt thời không. Hạ Thiên nhếch miệng, vợ Tiểu Tiểu Dương, nàng không cần giải thích. Hắn ta đã biết từ sớm nhưng đang giả ngu mà thôi. Hừ, mặc kệ các ngươi do thế lực nào phái đến, tất cả bắt về hết, cẩn thận thẩm tra. Bạch Thiên Phương cũng không thèm nhìn Hạ Thiên, ra lệnh cho thuộc hạ. Đám đệ tử chấp pháp đường rút trường kiếm, cùng nhau chỉ về phía Dương San và Hạ Thiên. Các ngươi tốt nhất đừng nên phản kháng. Bạch Thiên Phương lạnh giọng nói, bằng không, đừng trách ta cho các ngươi một bài học cả đời khó quên. Hạ Thiên lại ngáp một cái, ta không thích người khác cầm vũ khí chỉ vào ta. Các ngươi đã phạm phải sai lầm như thế, cũng đừng trách ta dạy cho các ngươi một bài học cả đời khó quên. Ha ha! Xem ra ngươi muốn lĩnh giáo kiếm pháp phái Tuyết Sơn chúng ta. Ánh mắt Bạch Thiên Phương tràn ngập khinh thường, các vị sư đệ, các ngươi có nghe không, tiểu tử này muốn dạy các ngươi đấy. Một đệ tử chấp pháp đường nhìn không được liền quát, hừ, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của kiếm pháp phái Tuyết Sơn. Lâu sư đệ, ngươi cũng đừng ra tay nặng quá. Bạch Thiên Phương dặn dò, trưởng môn đã căn dặn, phải bắt về tra hỏi. Lâu sư đệ đáp lại, trưởng môn nói muốn bắt sống nhưng không nói là không thể chém tay chân của bọn họ. Tra hỏi thì chỉ cần há miệng là được. Nói xong, hắn ta quay sang nhìn Dương San, có chút cảm thán, tiểu tử ngươi đúng là diễm phúc không cạn, nhìn bình thường không có gì lạ, lại có được nữ nhân xinh đẹp như thế, đúng là phung phí của trời. Lâu sư đệ, ngươi coi trọng nữ nhân này như thế cũng dễ thôi. Bạch Thiên Phương nói, chờ mang hết bọn họ về tông môn.
đến lúc đó ta sẽ thay ngươi nói một chút, nói không chừng trưởng môn sẽ thưởng nàng ta cho ngươi. Thật sao, Lâu sư đệ có chút không dám tin tưởng. Bạch Thiên Phương bình tĩnh nói, chỉ là một nữ tử phàm nhân thôi mà, mặc dù có chút tư sắc nhưng trước mặt tu tiên giả chúng ta chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thôi. Ông xã, bọn họ thật buồn nôn. Dương San nhìn những người này đều là thái độ cao cao tại thượng, không khỏi sinh lòng chán ghét. Hạ Thiên thản nhiên nói, vợ tiểu tiểu Dương, nàng yên tâm đi, bọn họ sẽ chết ngay thôi. Tiểu tử, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Lâu sư đệ chậm rãi bước đến gần Hạ Thiên, khinh thường nói, nhìn ngươi tay không tấc sắt, ta cũng chỉ sử dụng 3 phần thực lực mà thôi. Nếu lát nữa gãy tay gãy chân, ta sẽ thuận tay chỉ thương cho ngươi, sẽ không để cho ngươi đau chết. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên lắc đầu, dám đánh chủ ý vào nữ nhân của ta, ngươi muốn chết. Ta lấy trước một cánh tay của ngươi, để ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng. Khóe miệng gã Lâu sư đệ nhếch lên nụ cười khinh thường, thân hình lóe lên, trường kiếm xẹt qua một luồng quang ảnh, thẳng đến cổ họng Hạ Thiên. Không thể không nói, tốc độ người này cực nhanh. Kiếm ảnh như điện, lại có trường pháp, ngoài miệng thì nói lấy cánh tay Hạ Thiên. Thật ra mũi kiếm lại nhắm vào cổ họng của hắn, hơn nữa còn cất giấu 2 hư chiêu. Nếu Hạ Thiên muốn né tránh, mặc kệ trái chuyển hay phải tránh, hắn ta cũng đều thuận thế gỡ xuống một cánh tay của Hạ Thiên. Nếu Hạ Thiên không phản ứng kịp, vậy thì càng dễ xử lý, hắn ta biến chiêu là được. Dù sao hắn ta cũng đã nghiệm chứng được đối phương chỉ là hạng giá áo túi cơm. Lâu sư đệ nhìn chằm chằm Hạ Thiên, phát hiện hắn hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Chắc chắn là đang hoảng sợ. Loại phế vật như ngươi mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, đúng là buồn cười. Đã như vậy, ta sẽ lấy một tay của ngươi trước. Suy nghĩ thì rất phức tạp nhưng thật ra chỉ là một cái chớp mắt. Phốc, không có gì ngoài ý muốn, một cánh tay bị chém xuống, xoay 2 vòng giữa không trung rồi rơi xuống. Ha ha, gã Lâu sư đệ cười lạnh, biểu hiện khinh miệt liếc nhìn một cánh tay bay lên. Sau đó rơi xuống đất. Trong lúc hắn ta muốn nói lời châm chọc Hạ Thiên, đột nhiên hắn ta phát hiện 2 tay Hạ Thiên vẫn bình yên vô sự. Cái gì, chẳng lẽ là tay của ta? Trong đầu Lâu sư đệ hiện lên một suy nghĩ hoang đường. Hắn ta cúi đầu nhìn xuống, tay trái tay phải vẫn còn đủ. Thế cánh tay trên mặt đất là của ai? Các đệ tử khác của phái Tuyết Sơn cũng cảm thấy mờ mịt, đưa mắt nhìn xung quanh. Lâu sư đệ, ngươi làm gì vậy, đánh tiếp đi. Bạch Thiên Phương có chút khó chịu, lạnh lùng nói, chỉ cần đừng để hắn chết, chém một cánh tay của hắn có tính là gì. Tay không phải của hắn, Lâu sư đệ trả lời một câu, sau đó xoay người nhìn lại, bỗng dưng mở to mắt, Bạch sư huynh, tay của ngươi. Bạch Thiên Phương ngẩn người, lập tức nghiêng đầu nhìn một cái, đột nhiên nhìn thấy cánh tay trái của mình không biết từ lúc nào bị người ta chặt đứt. Tay của ta. Bạch Thiên Phương không thể tin nổi, cũng không thể tiếp nhận được hiện thực này, thậm chí hắn ta còn không cảm thấy đau đớn. Đám đệ tử phái Tuyết Sơn cũng giống như nằm mộng, bao gồm gã Lâu sư đệ, há hốc miệng, kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Đó là tay của ta. Lúc này, Bạch Thiên Phương mới cảm nhận được sự đau đớn. Máu cũng đã nhuộm đỏ nửa người, 2 mắt đỏ bừng phẫn nộ nhìn Lâu sư đệ, ngươi cũng dám chặt tay của ta. Lâu sư đệ hoảng hồn, vội vàng giải thích, Bạch sư huynh, không phải do ta làm, tuyệt đối không phải ta. Ta có thực lực như thế nào, ngươi hẳn phải biết chứ. Cũng đúng, cho dù ngươi muốn đánh lén ta cũng không có bản lãnh đó. Bạch Thiên Phương lấy lại tinh thần, nhanh chóng cầm máu, chỉ là 2 hàng lông mày vẫn cau lại như cũ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Là hắn, nhất định là hắn. Lúc này, Lâu sư đệ mới bình tĩnh lại. Lập tức chỉ tay vào Hạ Thiên mà nói, Bạch sư huynh, tuyệt đối là hắn đang giở trò quỷ. Một kiếm vừa rồi của ta rõ ràng đã bổ về phía hắn. Ánh mắt Bạch Thiên Phương nổi lên sát ý nồng đậm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, tiểu tử, ngươi dự định giải thích như thế nào? Đầu óc của ngươi đúng là có bệnh. Hạ Thiên cười nói, tại sao ta lại phải giải thích? Dương San không khỏi có chút ngây người, nàng vẫn đứng trước mặt Hạ Thiên. Nhưng không thấy Hạ Thiên ra tay lúc nào. Tốt, rất tốt, sát ý của Bạch Thiên Phương không thể thu lại được nữa, dùng tay phải còn lại siết chặt nhuyễn kiếm, vốn ta còn muốn lưu ngươi một mạng. Đáng tiếc ngươi lại không biết trân quý,
mối thù cụt mất một cánh tay, tự ta sẽ báo. Lâu sư đệ lo lắng nhắc nhở, Bạch sư huynh, trưởng môn muốn chúng ta bắt sống bọn họ mang về. Bạch Thiên Phương bay thẳng một cước đạp lâu sư đệ ngã lăn trên mặt đất, quát lạnh, đừng tưởng rằng ngươi không sao. Cho dù hắn dở trò quỷ, cánh tay của ta cũng là do kiếm của ngươi chặt. Chờ ta làm thịt tên tiểu tử này xong, ta sẽ thu thập ngươi. Lâu sư đệ bịt miệng, không còn dám nhiều lời. Tiểu tử, ta muốn chặt đứt tay chân của ngươi trước, sau đó khoét dần lục phủ ngũ tạng của ngươi ra, như thế ta mới có thể giải được mối hận trong lòng. Bạch Thiên Phương một tay cầm kiếm, bỗng dưng hóa thành tàn ảnh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hạ Thiên. Nguyễn kiếm như rắn, rất nhanh đã du tẩu giữa tay chân Hạ Thiên một lần. Phốc phốc, vài tiếng vang nhẹ vang lên, chỉ thấy tay chân bay loạn. A, à, đám đệ tử phái Tuyết Sơn kêu thảm, ngã xuống đất. Bao gồm gã lâu sư đệ cũng phát hiện một cánh tay của mình bị chặt đứt. Nhất thời hắn ta không biết là do Bạch Thiên Phương cố ý hay là bị trúng yêu pháp của tên tiểu tử kia. Hạ Thiên vẫn bình yên vô sự, vẻ trào phúng trên mặt lại càng đậm. Cái này, Bạch Thiên Phương như phát mộng. Hắn ta nhớ rất rõ kiếm của hắn ta đã chặt đứt tay chân của Hạ Thiên, tại sao người chúng chiêu lại biến thành sư đệ của hắn ta, người có yêu pháp. Ta vẫn đứng im không nhúc nhích, người đừng có ăn nói lung tung. Hạ Thiên nói. Bạch Thiên Phương đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, hoàn toàn không cách nào lý giải được tình huống trước mắt, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại làm được như vậy? Ta là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên nghiêm túc giới thiệu mình, lại còn trào phúng, về phần tại sao ta lại làm được, ngươi hãy hỏi chính ngươi đi. Không phải ngươi dùng kiếm của mình chặt sao? Bạch Thiên Phương không khỏi sợ hãi. Hắn ta quá khinh địch rồi. Tiểu tử trước mắt tuyệt không phải người thường. Người đánh không lại hắn cũng là chuyện bình thường. Lúc này, Tả Vạn Đỉnh mới lên tiếng, hắn là đồ đệ của quỷ y Trương Minh Đà. Tuy nói Trương Minh Đà không có tu vi gì nhưng từ trước đến nay hắn ta luôn quỷ kế đa đoan. Đồ đệ do hắn ta dạy dỗ, vừa rồi ngươi lại khinh thường như thế, bây giờ cũng xem như đáng đời. Ngươi cầm miệng lại đi, Bạch Thiên Phương lạnh lùng quát Tả Vạn Đỉnh một câu. Lại hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi nhất định là cao thủ do tông môn nào đó phái đến. Lần này Bạch Mỗ bị ngươi chơi hố, nhưng ngươi cũng đừng quá cản rỡ. Dù sao nơi này cũng là địa bàn phái Tuyết Sơn, không phải ngươi có thể a. À. Lời còn chưa nói hết, Hạ Thiên đã cảm thấy phiền chết, đá cho hắn ta một cước va vào bức tường băng, tạo thành một cái hố sâu, cơ thể dính chặt vào bên trong, xem như tặng một người bạn cho Trịnh Tự Kỳ. Vợ tiểu tiểu Dương, chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian với đám ngu ngốc này nữa. Hạ Thiên cảm thấy thật sự nhàm chán. Hắn đưa tay ôm eo Dương San, sau đó quay người đi. Đám đệ tử phái Tuyết Sơn bị gãy tay gãy chân không dám ngăn cản, tất cả đều sợ hãi tránh đường. Gã lâu sư đệ nhìn chằm chằm sau lưng Hạ Thiên, lặng lẽ đến gần, bỗng dưng dùng toàn bộ khí lực bình sinh một kiếm đâm vào hậu tâm Hạ Thiên. Trường kiếm xuyên ngực. Phốc. Gã lâu sư đệ cúi đầu nhìn lại, phát hiện kiếm xuyên qua là ngực của mình, mắt trợn tròn, chậm rãi ngã xuống đất, không còn thở nữa. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên nhếch miệng. Dương San cũng lắc đầu không thôi, chẳng lẽ đệ tử danh môn đại phái đều là mặt hàng này sao? Vợ tiểu tiểu Dương, không cần để ý đến bọn họ, chúng ta đến nhà gỗ đi. Hạ Thiên mỉm cười nói, sau đó ôm Dương San bay đi. Tả Vạn Đỉnh đưa mắt nhìn Hạ Thiên rời đi. Trong lòng buồn giận không thôi. Nếu bây giờ ông ta không rời đi, chờ lát nữa đệ tử phái Tuyết Sơn đến, ông ta cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Lúc này, ông ta nhìn đám đệ tử gãy tay gãy chân nằm trên mặt đất, bỗng dưng có một suy nghĩ. Ông ta há miệng, chậm rãi phun ra hai viên đan dược màu đỏ. Hai viên đan dược màu đỏ theo gió lớn lên, trong chớp mắt đã trưởng thành thành tuyết hầu tử màu đỏ cao 4-5 thước. Đi, nuốt bọn chúng. Hấp thu khí huyết của bọn chúng làm việc cho ta. Tả Vạn Đỉnh nhẹ giọng phân phó. Hai con tuyết hầu tử cực kỳ nghe lời, lập tức vọt đến trước mặt đệ tử phái Tuyết Sơn, không chờ bọn họ kêu thảm, đã bị tuyết hầu tử nuốt vào trong bụng. Bên suối ẩn nguyệt, Trịnh Tự Kỳ mở to mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng nhất trong cuộc đời. Đồng thời, ông ta cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Tả Vạn Đỉnh làm xong hết thảy, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ông ta.
trong lòng hối hận không thôi. Chấm. Ngày hôm sau, sáng sớm, Hàn Nhạc Hân rời khỏi giường. Hôm nay là ngày đại hội chính thức diễn ra, còn có nửa tiếng nữa, người của bên tổ chức hẳn sẽ cho người đến thúc giục. À, đau quá. Hàn Nhạc Hân duỗi người một chút, phát hiện đau buốt, không khỏi oán giận Hạ Thiên. Tất cả đều là do hắn ném nàng xuống hành lang, sau đó lại tiếp tục oán trách Dương San, cô nàng này thật là, gặp sắc phong nghĩa, có nam nhân liền ném chị em sang một bên, lại còn qua đêm bên ngoài, thật sự là quá, hay, biết bao giờ ta mới tán được một nam nhân chất lượng tốt chứ, ít nhất cũng phải mạnh hơn Hạ Thiên gấp mấy chục lần, không, mấy trăm lần. Ngươi không cần suy nghĩ, trên thế giới này không có nam nhân nào mạnh hơn ta đâu. Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói lười biếng, hơn nữa, ta cũng không có khả năng để ý nữ nhân xấu như ngươi. À, Hàn Nhạc Hân bị âm thanh bất ngờ vang lên dọa ngã xuống đất. Khi quay đầu nhìn lại, Hạ Thiên và Dương San không biết xuất hiện từ lúc nào trong phòng của nàng. Hân hân, ngươi không sao chứ? Không bị đau chỗ nào chứ? Dương San nín cười tiến lên đỡ Hàn Nhạc Hân dậy. Ngươi, các ngươi là quỷ mà. Hàn Nhạc Hân không còn kinh ngạc, bất mãn nói, vào phòng người khác cũng không gõ cửa. Hai, không đúng, cửa phòng của ta khóa trái, hai người vào đây bằng cách nào? Hạ Thiên khó hiểu hỏi lại, người khóa trái cửa có liên quan gì đến việc chúng ta tiến vào? Ngươi, Hàn Nhạc Hân im bặt. Dương San cười nói, chúng ta vào bằng cửa sổ. Ban đêm ngươi đi ngủ lại không đóng cửa sổ. Nơi này là tuyết thành, bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Chồng của ngươi không phải thần y sao? Cảm lạnh thì cảm, tìm hắn để chữa không được à? Hàn Nhạc Hân thở phì phò nói. Hạ Thiên thản nhiên đáp lại, chút bệnh nhẹ đó không cần ta ra tay, mà ta cũng không chữa cho ngươi đâu. Được rồi, ta biết ngươi phong cách cao rồi. Hàn Nhạc Hân trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nói với Dương San, miệng chồng của ngươi có thể tức chết người khác đấy. Dương San cười nói, ngươi chỉ cần thuận theo hắn. Ngươi sẽ không bị hắn chọc tức. Hắn không phải nam nhân của ta, dựa vào cái gì mà ta phải thuận theo hắn? Hàn Nhạc Hân khẽ hừ một tiếng, sau đó nhớ ra điều gì đó, thấp giọng hỏi, đúng rồi, đêm qua người của Bạch gia đến tìm các ngươi. Ngươi nói, bọn họ sẽ không cố ý gây phiền phức cho chúng ta trong đại hội giao lưu hôm nay chứ? Chẳng sao, Hạ Thiên nói, ta không gây phiền phức cho bọn họ đã là không tệ rồi. Hàn Nhạc Hân vội vàng khoát tay, dù sao đây cũng là địa bàn của bọn họ, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút. Nếu bọn họ không đề cập đến, chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cộc cộc cộc. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Hàn Nhạc Hân nhẹ giọng hỏi. Hàn tiểu thư, chào ngươi. Ngoài cửa có giọng của một nữ nhân trả lời, ta là người phụ trách đại hội giao lưu Bạch Tiểu Lâu, ta đến thông báo mọi người đến tham gia diễn tập. Còn có. Được rồi, ta biết rồi. Hàn Nhạc Hân gật đầu, ta đến ngay. Nữ nhân ngoài cửa lại hỏi, xin hỏi Dương San Dương tiểu thư có ở đây không? Có ta, Dương San tiến lên mở cửa phòng, chúng ta đang thu dọn một chút, sẽ lập tức sang đó ngay. Vâng, có gì lát nữa chúng ta sẽ bàn bạc kỹ càng hơn. Bây giờ ta đi thông báo cho những người khác. Nữ nhân ngoài cửa nhìn thấy Dương San. Gương mặt hiện lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh rời đi. Dương San mỉm cười gật đầu, được. Khoan đã, lúc này, Hạ Thiên bỗng nhiên gọi nữ nhân kia lại, ngươi không thể đi. Xin hỏi, ngài gọi ta có chuyện gì không? Bạch Tiểu Lâu ngừng lại, quay đầu nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi lấy đồ của ngươi đi luôn đi, Hạ Thiên nói. Bạch Tiểu Lâu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Dương San, thật ngại quá, tiên sinh. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hạ Thiên lại ngáp một cái, ta không muốn lặp lại một lần nữa. Nhân lúc tâm trạng của ta không tệ, ngươi hãy mang đồ đi, ta sẽ không đánh ngươi. Vị tiên sinh này, có phải ngươi đã có hiểu lầm gì hay không? Bạch Tiểu Lâu không kiên nhẫn được nữa, sắc mặt lạnh xuống, ta ngay cả cửa còn chưa tiến vào, làm sao để lại thứ gì được? Dương Tiểu Thư, còn có Hàn Tiểu Thư, hai người có thể làm chứng cho ta. Bạch Tiểu Thư, có thể là do hắn bị hoa mắt, ngươi không cần để ý. Hàn Nhạc Hân ngượng ngùng nói. Hạ Thiên không vui nhìn Hàn Nhạc Hân, ngươi mới hoa mắt đấy. Xấu xí thì nên thành thật ngồi yên, đừng chen vào người khác đang nói. Này,
người ta ngay cả cửa còn chưa tiến vào, có thể để lại cái gì chứ? Hàn Nhạc Hân cảm thấy Hạ Thiên đúng là không biết nói lý, hơn nữa, cho dù có lưu lại thứ gì, nàng ấy cũng không thể để lại bom cho chúng ta. Hạ Thiên nghe xong, không khỏi mỉm cười nhìn Hàn Nhạc Hân. Ngươi, ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Hàn Nhạc Hân không khỏi hoảng hốt, nhưng vẫn nói, quả bom khá to, trên tay nàng ấy chẳng có thứ gì, trong phòng chúng ta cũng không có. Ai nói cho ngươi biết bom thì nhất định phải to? Hạ Thiên nói, ta cũng không có nói là bom, ta chỉ nói nàng ta mang đồ của mình đi thôi. Tinh thần Dương San khẽ động, nhìn cánh cửa trước mắt, sau đó đưa tay sờ soạng một lần, từ trong khe cửa móc ra một miếng kẹo cao su mỏng như tờ giấy, dài cỡ đầu ngón tay. Đây là cái gì? Hàn Nhạc Hân sửng sốt, bước đến gần kiểm tra, không phải chỉ là miếng kẹo cao su thôi sao, có gì ghê gớm đâu. Ánh mắt Dương San sắc bén nhìn chằm chằm nữ nhân kia, người đặt thứ này vào trong khe cửa của chúng ta làm gì? Đúng là bệnh tâm thần, ta không rảnh lãng phí thời gian với các người ở đây, ta còn phải đi làm việc nữa. Bạch Tiểu Lâu hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Dương San tiến lên hai bước cản nàng ta lại, thản nhiên nói, nếu ngươi không nói cho rõ ràng, bây giờ ngươi không thể đi. Dương Tiểu Thư, ngươi làm loạn đủ chưa? Máu nóng Bạch Tiểu Thư xông lên đầu, chửi ầm lên với Dương San, không nói những thứ này có phải của ta hay không, cho dù ta bỏ thì như thế nào. Chỉ là một miếng kẹo cao su, ngươi muốn làm gì ta? Chỉ sợ không phải kẹo cao su đơn giản như vậy. Dương San nhạy bén phát hiện được nhịp tim của đối phương nhanh lên, rõ ràng là đang luống cuống. Bạch Tiểu Lâu trào phúng, không phải kẹo cao su, vậy ngươi nói nó là cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ nó là bom hay sao? Vậy ngươi bảo nó nổ cho ta xem một chút đi. Đúng là khó hiểu, ta và các ngươi chẳng quen biết nhau, cũng chẳng có thù oán, ta bị điên hay sao mà đến cài bom trên cửa phòng các ngươi? Hàn Nhạc Hân cũng cảm thấy chuyện này không thể nào nói nổi, liền nhẹ giọng nói với Dương San, San San, thôi đi, ta thấy Hạ Thiên chỉ là đang nói đùa. Nàng ấy chỉ là nhân viên của đại hội giao lưu, đến thông báo cho chúng ta đến hiện trường, không nhất thiết phải làm mấy chuyện như vậy. Nói đùa cũng phải có chừng mực, Bạch Tiểu Lâu đã thật sự nổi giận, chỉ tay vào Dương San mà mắng, nơi này là núi tuyết, không phải Thanh Phong Sơn, có thể mời các ngươi đến đã đủ nể mặt các ngươi rồi, đừng có làm loạn một cách vô lý như vậy nữa. Bạch Tiểu Lâu giống lên giận dữ, khiến những vị khách khác trong khách sạn phải chú ý đến. Trong đó có một số người cũng được mời đến tham gia đại hội giao lưu. Bạch Tiểu Thư, tại sao ngươi lại ở đây? Lúc này, một nam nhân vóc người cao lớn, khí độ bất phàm chậm rãi bước đến, không phải ngươi nói sẽ đến trao đổi với Lệ Lệ Á của chúng ta về chương trình hay sao? Tại sao ngươi lại ở đây tranh chấp với người ta? Bạch Tiểu Lâu nhìn người đến, không khỏi nở nụ cười, là Hoàng Tiên Sinh sao? Thật ngại quá, ta vốn định đến tìm Lệ Lệ Á tiểu thư nhưng lại bị một số người cuốn lấy, đúng là không thể nói lý. Chuyện gì xảy ra vậy? Nam nhân cao lớn nở nụ cười ấm áp, nhẹ giọng dò hỏi, nếu như ngươi cần hỗ trợ thì cứ mở miệng. Bạch Tiểu Lâu bất mãn nhìn đám người Hạ Thiên, chính là hai người bọn họ, không, là ba người. Bọn họ cản đường không cho ta đi, còn nói ta cài bom bọn họ. Bom, ha ha ha, đúng là biết nói đùa. Nam nhân cao lớn không khỏi cười to, quay sang nhìn Dương San, hơi sửng sốt một chút, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ, nữ nhân này đúng là đẹp, lại rất có khí chất, tại sao từ trước đến nay ta chưa từng gặp qua. Hoàng Tiên Sinh, khụ, Bạch Tiểu Lâu thấy nam nhân cao lớn ngẩn ra, không khỏi ho nhẹ một tiếng, thật ra cũng chẳng có việc gì lớn. Chúng ta đến tìm Lệ Lệ Á tiểu thư, tránh làm công việc chậm trễ. Trong đại hội giao lưu ngành du lịch, Lệ Lệ Á là một trong số những vị khách quý, tầm quan trọng cao hơn những người khác không biết bao nhiêu lần. Bạch Tiểu Lâu đương nhiên sẽ không vì đám người Hạ Thiên mà làm trễ thời gian của Lệ Lệ Á. Không vội, nếu đã gặp phải phiền phức, chúng ta phải giải quyết nó thôi. Nam nhân cao lớn cười khẽ, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Dương San, ta tên Hoàng Vũ Thực, là ca ca của Lệ Lệ Á, cũng là người đại diện của nàng ấy. Ta thấy người rất quen mặt, không biết chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chứ? Không biết xưng hô như thế nào? Dương San cau mày, rất không thích cái nhìn trêu chọc của hắn ta. Ngươi chính là Hoàng Tiên Sinh, thường đảm nhận vai trò lồng tiếng trong những video của Lệ Lệ Á.
Hàn Nhạc Hân ngược lại rất có hứng thú đối với người nam nhân kia, lập tức đáp lại, ta tên Hàn Nhạc Hân, nàng ấy tên Dương San, chúng ta đến từ Thanh Phong Sơn. Nói xong, nàng lại chỉ Hạ Thiên, hắn là chồng của San San, tên Hạ Thiên. Thì ra các ngươi là bảng nhãn và thám hoa trong bảng xếp hạng 10 hướng dẫn viên du lịch đẹp nhất. Hoàng Vũ Thực một lần nữa mỉm cười ngả ngớn, ta đã sớm muốn gặp các ngươi một lần, không nghĩ đến hôm nay lại được như ý nguyện, quả nhiên tất cả đều là mỹ nhân. Hàn Nhạc Hân nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, Hoàng tiên sinh quá khen rồi, em gái của ngươi mới là mỹ nhân. Dù sao nàng ấy cũng là trạng nguyên mà. Hạnh ngộ, có cơ hội chúng ta sẽ trò chuyện với nhau. Em gái ta rất thích mọi người. Hoàng Vũ Thực mỉm cười. Lúc này, hắn ta mới nhớ đến Bạch Tiểu Lâu, vội giải thích, Bạch Tiểu Thư là nhân viên đại hội, chủ yếu kết nối với Tiểu Á của chúng ta. Để cam đoan đại hội được tiến hành bình thường, hy vọng mọi người đừng làm khó nàng ấy, được chứ? Chúng ta cũng không làm khó nàng ấy. Dương San thản nhiên nói, là nàng ấy đã làm một số hành vi khiến người ta khó hiểu. Bạch Tiểu Lâu lạnh lùng đáp lại, ta không có làm. Không biết các ngươi cho rằng Bạch Tiểu Thư đã làm cái gì? Hoàng Vũ Thực thật sự hiếu kỳ. Dương San đưa ra miếng kẹo cao su, nàng ấy đã lưu lại vật này trong khe cửa phòng của chúng ta. Đây không phải chỉ là miếng kẹo cao su thôi sao? Hoàng Vũ Thực liếc qua, có chút buồn cười, ta tin Bạch Tiểu Thư hẳn sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán này, có thể là người nào đó đi ngang trong lúc vô tình làm rơi vào. Hàn Nhạc Hân cũng cảm thấy đây chẳng qua chỉ là việc nhỏ, hoàn toàn là do Hạ Thiên chuyện bé xé ra to, đúng đấy, Hạ Thiên còn nói đây nhất định là bom nữa chứ. Nhạc Nhạc, người tỉnh táo lại một chút đi. Dương San không khỏi trừng mắt nhìn người bạn thân của mình, Hạ Thiên không có nói như thế. Hàn Nhạc Hân cũng bởi vì chuyện ngày hôm qua mà có thành kiến với Hạ Thiên, liền nói, nhưng ý của hắn không phải như vậy sao? Bom, Hoàng Vũ Thực không thể nhịn được cười, có chút khinh thường nhìn Hạ Thiên nhưng ngoài miệng lại nói, có thể Hạ Tiên Sinh xem tiểu thuyết mạng nhiều quá, cũng có thể ý thức an toàn của Hạ Tiên Sinh rất mạnh. Nhưng cái này rõ ràng chỉ là kẹo cao su thôi mà. Hạ Thiên nhếch miệng, nơi này không liên quan đến ngươi, không cần xen vào chuyện bao đồng. Người cũng không có tư cách để quản. Ha ha, vị Hạ Tiên Sinh này thật thú vị. Khóe mắt Hoàng Vũ Thực hơi co rúm lại, cười nói, mặc dù ta chỉ là người đại diện kinh tế của Tiểu Á, nhưng cũng có chút giao tình với Bạch gia. Nếu ngươi nhất định muốn gây chuyện với Bạch Tiểu Thư, ta không thể không quản. Ngươi muốn quản sao? Hạ Thiên cười nói, cũng được, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ sợ ngươi không dám nhận thôi. Hoàng Vũ Thực nở nụ cười kiêu ngạo. Ha ha, vậy ngươi nói một chút đi. Lúc này, Bạch Tiểu Lâu nhìn không được nói với Hoàng Vũ Thực, Hoàng tiên sinh, đây chính là hắn cố tình gây sự, hoàn toàn không cần để ý đến họ. Chúng ta đi thôi. Nếu ngươi nói đây là kẹo cao su, vậy ngươi ăn nó đi. Hạ Thiên nói. Hoàng Vũ Thực lập tức do dự, không biết là ngại kẹo bẩn hay là thật sự hoài nghi nó có vấn đề. Hắn ta đưa tay cầm miếng kẹo cao su trong tay Dương San. Mắt không tự chủ được quay lại nhìn Bạch Tiểu Lâu. Đừng, đừng ăn, Bạch Tiểu Lâu hơi biến sắc, lập tức lắc đầu, thứ này không rõ lai lịch, ai biết được nó là cái gì, ngươi không nhất thiết phải ăn nó. Anh bạn, có phải ngươi cảm thấy ta rất ngu không? Hoàng Vũ Thực lắc đầu, tiện tay ném miếng kẹo cao su xuống đất, dùng chân dẫm lên mấy lần, tại sao ta lại phải ăn thứ này chứ? Đúng là buồn cười, Bạch Tiểu Thư, chúng ta đi. Bạch Tiểu Lâu cũng hừ một tiếng, sau đó quay người đi theo Hoàng Vũ Thực. Hàn Nhạc Hân có chút không vui nhìn Hạ Thiên, ngươi làm như thế, tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Ông xã, có cần ngăn bọn họ lại hay không? Mặc dù Dương San không biết tại sao Hạ Thiên lại làm thế nhưng nàng đương nhiên ủng hộ Hạ Thiên vô điều kiện. Hạ Thiên lười biếng nói, không cần, bọn họ chẳng những sẽ quay lại, hơn nữa còn ăn hết thứ này. Ngươi nói đùa. Hàn Nhạc Hân nhìn miếng kẹo cao su mà Hoàng Vũ Thực dẫm nát, ai lại đi ăn thứ này chứ? Chỉ có ai có bệnh mới ăn thôi Huyền. Bọn họ đúng là có bệnh đấy. Hạ Thiên nói, hơn nữa còn bệnh rất nặng, nếu không cứu lập tức sẽ chết ngay. Hàn Nhạc Hân ngẩn người, không hiểu nói, chẳng lẽ kẹo cao su này có thể cứu mạng bọn họ? Nếu thế, tại sao nàng ta không giữ lại ném vào khe cửa của chúng ta? Ngươi có thể cho ta một câu trả lời hoàn mỹ được không?
trong cùng khách sạn, tại một gian phòng nào đó. Bốp! Một nữ nhân cao gầy, gương mặt xinh đẹp vung tay tát cho Bạch Tiểu Lâu một cái, mắng to, chỉ một chút chuyện nhỏ mà cũng làm không xong, người còn làm được cái gì nữa chứ? Ban đầu đã thành công, nhưng lại bị cái người tên Hạ Thiên phát hiện. Bạch Tiểu Lâu không dám có một chút oán trách nào, nhưng trong lòng vẫn có chút ủy khuất, ta sẽ ở lại tìm thời cơ, lần sau nhất định có thể thành công. Bốp! Lại thêm một cái tát. Lần sau, ngươi còn muốn có lần sau. Nữ nhân cao gầy lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Lâu, ta bảo ngươi ném thấm nguyệt hương vào khe cửa phòng bọn họ, chút chuyện nhỏ này mà ngươi cũng làm không xong, ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng ngươi lần thứ hai không? Bạch Tiểu Lâu không khỏi sợ hãi, cầu khẩn, xin ngươi cho ta một cơ hội. Ngươi cho rằng thấm nguyệt hương dễ chế tạo như vậy sao? Ánh mắt nữ nhân cao gầy lộ ra xúc động muốn giết người, đây chính là ta bồi, bỏ ra giá cao mới lấy được từ Bạch gia, tổng cộng cũng chỉ có 3 miếng, mỗi miếng đều có giá 100 vạn. Nhưng nó đã bị dẫm nát rồi. Bạch Tiểu Lâu không tự chủ liếc nhìn qua Hoàng Vũ Thực, ngụ ý không cần nói cũng biết. Bành! Hoàng Vũ Thực đá thẳng một cước, đạp lăn Bạch Tiểu Lâu xuống đất, mắng to tiện nhân ngươi còn muốn đẩy trách nhiệm lên người ta. Nếu không phải ta thay ngươi giải vây, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát thân được sao? Ngươi đã sớm bị ba người kia bước đến sắp bán đứng chúng ta rồi. Ta không phải, ta không có. Bạch Tiểu Lâu lắc đầu phủ nhận. Nữ nhân cao gầy hừ lạnh một tiếng, biểu hiện căm ghét, ta không muốn nghe ngươi rảo biện nữa. Bây giờ ngươi đi giám sát hai nữ nhân kia cho ta, nhất là Dương San, ngươi nghe rõ chưa? Bạch Tiểu Lâu cuống quýt gật đầu, ta nghe rõ rồi. Lần này cần lại xuất hiện vấn đề, ngươi có tin ta đưa ngươi về Bạch gia hay không? Nữ nhân cao gầy tiếp tục uy hiếp, ngươi có địa vị như thế nào ở Bạch gia trước kia, ngươi hẳn phải biết rõ ràng chứ. Bạch Tiểu Lâu lập tức hoảng hốt, bịch một tiếng quỳ gối trước nữ nhân cao gầy, á tỷ, ta biết sai rồi, về sau ta tuyệt đối không phạm sai lầm nữa đâu, ngươi đừng đưa ta về Bạch gia. Nữ nhân cao gầy quát lạnh, ngươi biết thì tốt, biến. Bạch Tiểu Lâu đành phải lộn nhào ra cửa, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại. Bạch Tiểu Lâu vừa đi khỏi, Hoàng Vũ Thực có chút nhịn không được liền nói, em gái, thật ra ngươi muốn đối phó nữ nhân Dương San kia không cần thiết phải làm như thế, cứ ra lệnh một tiếng, ta có thể bắt nàng ta đến trước mặt ngươi. Nữ nhân cao gầy hiển nhiên là hướng dẫn viên du lịch đẹp nhất trong bảng xếp hạng Lệ Lệ Á, đồng thời cũng là nữ thần nổi tiếng trên mạng với hàng vạn lượt theo dõi. Ngươi thì biết cái gì? Lệ Lệ Á cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Vũ Thực, thấm nguyệt hương là do ngươi dẫm nát. Sắc mặt Hoàng Vũ Thực cứng đờ, muốn phủ nhận, nhưng gặp phải ánh mắt của Lệ Lệ Á, không khỏi khiếp đảm, đành phải ngụy biện, tình huống lúc đó, nếu không dẫm nát, vật kia sẽ rơi vào tay Dương San, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Bốp! Lệ Lệ Á tát cho hắn ta một bạt tai. Lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi là anh trai của ta thì có thể hủy hoại lung tung đồ của ta. Là ta sai rồi. Hoàng Vũ Thực không hề có chút do dự, cũng không để ý đến mặt sưng phù, vội vàng xin lỗi, về sau sẽ không đâu. Lệ Lệ Á lạnh giọng nói, tốt nhất là nên như vậy. Tuy nhiên, ta thật sự không rõ vì sao ngươi lại chú ý Dương San như thế. Hoàng Vũ Thực không khỏi hỏi, ta thấy nữ nhân kia không đẹp bằng ngươi. Hơn nữa cũng không có gì đặc biệt, hẳn là. Ngươi đang dạy ta cách làm việc, lông mày Lệ Lệ Á cau lại, có vẻ không hài lòng. Hoàng Vũ Thực lắc đầu, dĩ nhiên không phải rồi. Ta bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó đi, về phần tại sao, ngươi không cần biết. Lệ Lệ Á nói, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, bỗng nhiên xích lại gần tấm gương, phát hiện gương mặt tinh xảo như tượng tạc của mình lại xuất hiện mấy điểm đỏ, đây là cái gì? Vì sao trên mặt ta lại có thứ này? Hoàng Vũ Thực sửng sốt một chút, cũng xích lại gần để kiểm tra, hẳn chỉ là mụn đỏ mà thôi. Đánh rắm, ta đã uống qua nhiễm nhan đan, làm sao có thể nổi mụn được chứ? Lệ Lệ Á lập tức phản bác, sau đó nghĩ đến điều gì đó, là ngươi, nhất định ngươi và Bạch Tiểu Lâu dính phải tà khí gì bên ngoài, mới khiến cho mặt ta nổi lên thứ này. Không thể nào, Hoàng Vũ Thực vội vàng lắc đầu. Vừa rồi ta ra ngoài là để giải vây cho Bạch Tiểu Lâu, ngay cả cửa chính của khách sạn còn chưa bước ra nữa mà. Lệ Lệ Á phát hiện điểm đỏ trên mặt mình càng lúc càng rõ ràng, tiện tay quét tấm gương xuống đất, che mặt cả kinh kêu lên, nhanh,
nhanh, đưa Nhiễm Nhan đan cho ta. Được được, Hoàng Vũ Thực cũng gấp lên, vội vàng tìm kiếm. Em gái hắn ta sở dĩ có được tài phú và địa vị như ngày hôm nay toàn bộ là nhờ gương mặt hoàn mỹ không tì vết, còn tiền đồ và vận mệnh của hắn ta cũng phụ thuộc vào gương mặt này của em gái hắn ta. Mau tìm đi, ta nhớ vẫn còn nửa viên Nhiễm Nhan đan mà. Lệ Lệ Á gấp lên, hai tay ôm mặt, giọng nói càng lúc càng hổn hển vì tức, hai chân đá lung tung về phía anh trai nàng ta, cái tên phế vật ngươi còn có thể làm cái gì được chứ? Tìm, tìm được rồi. Hoàng Vũ Thực từ túi sách của Lệ Lệ Á mò ra được một cái bình sứ nhỏ, đổ ra nửa viên thuốc còn sót lại, nhét vào miệng em gái của mình. Lệ Lệ Á nuốt viên thuốc, vội vàng rót cho mình mấy cốc nước lớn mới miễn cưỡng nuốt xuống. Phù, một lúc lâu sau, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt một lần nữa khôi phục lại vẻ đẹp. Bành! Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta vội vàng mở ra. Người tiến vào là Bạch Tiểu Lâu, chỉ là hai tay nàng ta cũng ôm mặt. Cái gì vậy? Lệ Lệ Á giật mình. Khi nhìn thấy người đến là Bạch Tiểu Lâu, nàng ta thực sự tức giận không nhẹ, ta không phải bảo ngươi biến ra ngoài sao, tại sao ngươi lại trở về? Á, á tỷ, ta, lúc này, Bạch Tiểu Lâu mới ngẩng đầu lên, trên mặt cũng xuất hiện vô số điểm lấm tấm màu đỏ, trên mặt ta xuất hiện rất nhiều điểm đỏ, khó chịu cực kỳ. Lệ Lệ Á lấy làm kinh hãi, không khỏi kinh ngạc, tại sao ngươi cũng bị như vậy? A, à, lúc này, Hoàng Vũ Thực cũng kêu thảm một tiếng, vô thức đưa tay cào mặt mình, ngứa quá, mặt ta ngứa quá. Chuyện gì xảy ra vậy? Lệ Lệ Á ngây ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặt Hoàng Vũ Thực thật sự ngứa đến không chịu nổi, nói với Lệ Lệ Á, có thể là do nghiện đan rồi. Không thể nào, chúng ta mới uống Nhiễm Nhan đan tháng trước, không có lý nào nhanh như vậy đã bị nghiện. Lệ Lệ Á kinh ngạc, cực kỳ không hiểu, có khi nào các ngươi đắc tội người nào, bị chúng ám chiêu của họ. Hoàng Vũ Thực nói, em gái, đừng nói cái gì, mau cho ta một viên Nhiễm Nhan đan đi, nếu không, mặt của ta sẽ nát mất. Nhiễm Nhan đan còn đắt hơn so với Thấm Nguyệt Hương gấp trăm lần, mỗi tháng ta cũng chỉ có hai viên. Lệ Lệ Á nói, nửa viên còn lại ta đã uống vừa nãy. Hoàng Vũ Thực cào mặt của mình đến nước mủ chảy ròng ròng, đau đớn gào lên, ngươi mau tìm Bạch ra đi, bảo bọn họ nhanh nhanh đưa đến. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ngươi cho rằng Bạch ra là của ta sao? Lệ Lệ Á tức giận từ chối, cho dù Bạch ra đồng ý cho, chúng ta ít nhất ngày mai mới có thể lấy được. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta là anh ruột của ngươi đấy, ngươi cũng không thể để ta toàn thân nát giữa mà chết được. Hoàng Vũ Thực gấp lên. Nếu còn kéo dài nữa, đoán chừng tính mạng của hắn ta sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Tiểu Lâu vẫn cố nén cơn đau nhưng mặt của nàng ta cũng bắt đầu nát ra. Bây giờ chỉ có một cách, Lệ Lệ Á nói, các ngươi có thể uống Thấm Nguyệt Hương, hẳn có thể hóa giải được triệu chứng này, dược hiệu có đến 12 tiếng, đủ cho các ngươi chống đỡ đến ngày mai. Hoặc các ngươi tìm người đã khiến các ngươi trúng chiêu, bảo hắn buông tha cho các ngươi. Hoàng Vũ Thực vội vàng đưa tay ra với em gái, mau đưa Thấm Nguyệt Hương cho ta là anh trai ruột của ngươi đấy. Xin cho ta một miếng. Bạch Tiểu Lâu cố nén cơn đau, nghiến răng cầu khẩn. Lệ Lệ Á hừ lạnh một tiếng, mỗi tháng ta cũng chỉ được có 3 miếng Thấm Nguyệt Hương. Trước đó ta đã dùng hết 2 miếng, miếng cuối cùng đã bị các ngươi lãng phí vừa nãy đấy. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết sao? Hoàng Vũ Thực nhớ đến vừa rồi hắn ta vì làm bộ nên đã dẫm nát Thấm Nguyệt Hương, bây giờ hắn ta tức đến mức chỉ muốn cho mình một bạt tai. Đây chính là trà hương thượng đẳng, chỉ cần không bị dính nước, cho dù bị dẫm nát cũng vẫn còn tác dụng. Lệ Lệ Á lạnh lùng nói. Hoàng Vũ Thực không biết nghĩ đến điều gì, lập tức lấy một miếng vải che mặt của mình lại, sau đó mở cửa phòng xông ra ngoài. Lúc này, Bạch Tiểu Lâu còn chưa kịp phản ứng. Ngươi còn không đi. Chẳng lẽ ngươi muốn mặt của mình nát đi mà chết? Lệ Lệ Á hờ hững nhắc nhở. Bạch Tiểu Lâu cũng không do dự nữa, cũng xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Dương San và Hàn Nhạc Hân đã rửa mặt xong, thậm chí còn trang điểm, thay một bộ quần áo chính thức thích hợp cho đại hội giao lưu. Vợ Tiểu Tiểu Dương, thật ra nàng không cần trang điểm, không trang điểm lại càng đẹp hơn. Hạ Thiên lười biếng nói. Dương San mỉm cười, trang điểm có đôi khi không phải để xinh đẹp mà là một lễ nghi. Đúng đấy,
đàn ông các ngươi thì biết cái gì? Hàn Nhạc Hân nhịn không được chào phúng Hạ Thiên, các ngươi muốn nhìn người đẹp nhưng lại không muốn nữ nhân trang điểm, nhưng nếu không trang điểm thì lại sợ chỗ này không đẹp, chỗ kia không hoàn mỹ. Hạ Thiên nhếch miệng, mặt vợ Tiểu Tiểu Dương vốn đã rất hoàn mỹ, không có chỗ nào là không đẹp, chỉ có dung mạo của ngươi là không dễ nhìn mà thôi. Dung mạo ta không dễ nhìn, Hàn Nhạc Hân bất mãn phản bác, ta nói thế nào cũng là đại mỹ nữ, có mười mấy vạn người bỏ phiếu cho ta trên bảng xếp hạng đấy. Chuyện này chỉ có thể nói những người kia không có ánh mắt. Hạ Thiên nói, Dương San đánh nhẹ Hàn Nhạc Hân một cái, cười nói, ngươi đừng tranh luận với hắn làm gì. Người tranh không lại đâu. Người ta thường nói nữ nhân hay hướng ngoại, quả nhiên là thật. Trước kia, người lúc nào cũng đứng về phía ta vô điều kiện. Hàn Nhạc Hân làm ra vẻ thương tâm, bây giờ có nam nhân rồi, người ném người bạn thân này sang một bên, đúng là trọng sắc khinh hữu. Dương San chỉ mỉm cười, cũng không so đo với Hàn Nhạc Hân. À, San San, vừa rồi chúng ta đắc tội với anh trai Lệ Lệ á. Có khi nào sẽ gặp phiền phức gì hay không? Hàn Nhạc Hân nhớ lại chuyện vừa nãy, có chút lo lắng hỏi, nói như thế nào nơi này cũng là địa bàn của bọn họ, chúng ta có cần đi bồi lễ nữ nhân kia không? Hân Hân, vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Dương San thoáng có chút bất mãn, biểu hiện lạnh nhạt, Bạch Tiểu Thư nói chuyện, hành động lén lút, nhất định đã làm điều gì đó trái với lương tâm. Còn ánh mắt của Hoàng Vũ thực lại u ám, hiển nhiên không phải người tốt lành gì. Muốn nói xin lỗi cũng phải là bọn họ đến xin lỗi chúng ta. Hàn Nhạc Hân không cho rằng như thế. Từ trước đến nay nàng luôn thừa hành nhan sắc chính là chính nghĩa, đương nhiên loại trừ những người cùng giới. Nàng không khỏi lẩm bẩm, Hoàng Vũ thực quả thật rất đẹp trai, hơn nữa khí chất không tầm thường, tuyệt đối không phải người xấu, hoàn toàn không giống đứa em gái yêu diễm tiện hóa của hắn ta. Ánh mắt của ngươi thật sự kém muốn chết. Hạ Thiên nói, nam nhân xấu như thế mà ngươi còn nói đẹp trai. Nhưng rõ ràng rất đẹp trai mà. Hàn Nhạc Hân không đồng ý với lời nói của Hạ Thiên, hơn nữa, loại khí chất đó giống như quý tộc, yêu nhã mà cao quý. Hạ Thiên ngáp một cái, nếu mắt vô dụng quá, chỉ bằng quyên cho người cần. Hừ, ngươi đang ghen ghét người ta đẹp trai hơn ngươi. Hàn Nhạc Hân hừ lạnh một tiếng, sau đó lại ước mơ, ta thích nam nhân vừa đẹp trai vừa có tính cách. Lại hào sảng, không giống một số người thô bỉ muốn chết. Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là bạn của vợ Tiểu Tiểu Dương thì ta sẽ không đánh ngươi. Này, San San, ngươi nhìn đi, chồng của ngươi có khuynh hướng bạo lực đấy. Hàn Nhạc Hân làm ra vẻ khiếp sợ núp phía sau lưng Dương San. Dương San đập vào đùi Hàn Nhạc Hân, tức giận mắng, nếu ngươi không chọc hắn, hắn không thèm để ý đến ngươi đâu. Còn nữa, Hoàng Vũ thực kia thật sự không phải người lương thiện, người cũng đừng có mắc lừa. Nhưng hắn ta đẹp trai thật mà. Hàn Nhạc Hân cười hắc hắc, gác cằm lên vai Dương San, người cũng biết ta chính là một người cuồng nhan sắc. Chỉ cần đẹp trai, ta sẽ không cách nào tỉnh táo mà suy nghĩ, huống chi hắn ta còn có khí chất đến như vậy. Hạ Thiên nhếch miệng, có khí chất cái rắm, mặt kia cũng chẳng phải của hắn ta. Hừ, người đang định nói hắn ta phẫu thuật thẩm mỹ chứ gì? Hàn Nhạc Hân lắc đầu, Hàn Nhạc Hân ta đã duyệt qua vô số soái ca, mặt kia tuyệt đối không có phẫu thuật thẩm mỹ, ngũ quan khá tự nhiên, nhìn qua chính là hàng thật. Hơn nữa, mặt thì có thể phẫu thuật, chẳng lẽ khí chất cũng có thể phẫu thuật ra sao? Ta không có nói hắn ta phẫu thuật thẩm mỹ, Hạ Thiên nói. Hàn Nhạc Hân sửng sốt nói, vậy vừa rồi ngươi nói vậy là có ý gì? Gương mặt kia không phải của chính hắn ta. Dương San thay Hạ Thiên lặp lại một lần. Tại sao ta nghe mà không hiểu nhỉ? Hàn Nhạc Hân vẫn mờ mịt, lập tức cười nói, mặt còn có thể không phải của mình. Chẳng lẽ hắn ta mượn mặt của người khác? Đúng là buồn cười. Hạ Thiên đáp, hơn phân nửa không phải là mượn mà là cướp. Bệnh tâm thần, Hàn Nhạc Hân hoàn toàn không tin Hạ Thiên, ngươi cho rằng mặt là gì? Là quần áo sao? Hay ngươi muốn nói mặt của hắn ta là mặt nạ? Hạ Thiên chẳng hứng thú nói tiếp, hắn ta là cái gì, chẳng liên quan đến ta. Với ta mà nói, hắn ta chỉ là một tên ngốc sắp chết mà thôi. Sắp chết, Hàn Nhạc Hân mẫn cảm bắt được từ này, không khỏi mở to mắt, Hạ Thiên, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi muốn giết chết hắn ta nhé. Chút chuyện nhỏ thôi mà, không cần thiết phải như vậy. Dương San cảm thấy Hạ Thiên không có làm sai,
chỉ là hơi quá đáng một chút, nhưng nghĩ lại, Hạ Thiên luôn là người ngươi không phạm ta, ta sẽ không phạm ngươi. Nếu hắn làm như vậy, trong đó nhất định có nguyên nhân mà nàng chưa nghĩ đến. Hạ Thiên khinh thường nói, loại ngu ngốc đó không cần ta ra tay, tự hắn ta muốn chết mà thôi. Hừ hừ, thổi ra châu ầm ầm. Hàn Nhạc Hân biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng cảm nhận vẫn còn chưa đủ sâu sắc, Hoàng công tử không phải người đơn giản như vậy. Nghe nói hắn ta có quan hệ rất sâu với Bạch Gia, nơi này cũng không phải Giang Hải, cũng chẳng phải Thanh Phong Sơn, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Ta cũng không muốn để cái mạng nhỏ của mình ở đây. Nhạc Nhạc, điều này ngươi không cần lo lắng. Dương San thản nhiên nói, có Hạ Thiên ở đây, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Bạch Gia cũng không dám làm gì chúng ta đâu. Bạch Thiên Hào hôm qua không phải là chứng cứ rõ ràng sao? Hàn Nhạc Hân thầm nghĩ cũng đúng. Nàng thở dài nói, được rồi, ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Vẫn còn ít thời gian, ta đi xem những đồng nghiệp khác chuẩn bị như thế nào, thuận tiện thăm dò kỹ. Lần này có không ít đại lão trong ngành đến tham gia đại hội đấy. Ngươi vẫn không bỏ xuống được Hoàng Vũ Thực sao? Dương San mỉm cười nhưng cũng không ngăn cản. Dù sao nàng cũng không phải cha mẹ của Hàn Nhạc Hân, không thể can thiệp vào chuyện riêng của nàng ấy. Hàn Nhạc Hân mỉm cười, không nói gì thêm, bước lại dọi gương một lần nữa. À, nhưng khi Hàn Nhạc Hân đang định mở cửa phòng ra ngoài, bỗng nhiên bị dọa đến rút chân trở về. Sao vậy? Dương San vội vàng bước nhanh đến. Họ, bọn họ, Hàn Nhạc Hân hoảng sợ chỉ ra hành lang. Dương San thuận theo hướng chỉ của Hàn Nhạc Hân nhìn sang, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy một nam một nữ đang ghé xuống mặt hành lang, há miệng lè lưỡi điên cuồng liếm sàn nhà. Liếm đến đầu lưỡi chảy máu vẫn tham lam, giống như muốn liếm cho mòn sàn nhà luôn vậy. Hình ảnh này đã dẫn đến khách trọ chung quanh đều bước ra ngoài, chứng kiến một tuyệt thế kỳ cảnh. Mặc dù hai người này đều che mặt, nhưng nhìn thân hình đại khái có thể đoán được là ai. Là Hoàng Vũ Thực và Bạch Tiểu Lâu, bọn họ đang làm gì thế? Dương San kinh ngạc, thuận miệng hỏi. Hàn Nhạc Hân khó hiểu nhìn Dương San, về sau mới lấy lại tinh thần, làm sao ta biết được? Ta vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh này. Hơn nữa, dưới đất có cái gì rất ngon sao? Bọn họ liếm đến mức lưỡi chảy máu cũng vẫn còn liếm. Chẳng lẽ là, Dương San nhớ lại chuyện Hoàng Vũ Thực dẫm nát Thấm Nguyệt Hương và câu nói của Hạ Thiên? Không nghĩ đến hai người kia quay lại thật, hơn nữa còn tuyệt không cố kỵ hình tượng, cứ thế mà liếm sàn nhà. Hoàng, Hoàng công tử, người đừng liếm nữa, ở đó bẩn lắm. Hàn Nhạc Hân không thể nhìn nổi, tiến lên đỡ Hoàng Vũ Thực. Ít, ít quá, tại sao lại ít như vậy? Hoàng Vũ Thực đẩy tay Hàn Nhạc Hân ra, không quan tâm đến miệng mình đầy máu cùng với cái lưỡi bị thương, lớn tiếng hét, không thể ít như vậy được, có phải vừa rồi có người quét dọn qua không? Hàn Nhạc Hân sửng sốt, liền đáp, vừa rồi ta có nói nhân viên quét dọn quét qua một lần, có gì không? Tại sao ngươi lại cho người quét dọn chứ? Hoàng Vũ Thực gấp lên, đưa tay nắm lấy cổ áo Hàn Nhạc Hân, hung dữ hét lên, dưới đất là Thấm Nguyệt Hương, ngươi có biết nó chân quý đến cỡ nào không? Thấm Nguyệt Hương của ta đâu? Hàn Nhạc Hân như phát mộng, vô thức phản bác, không phải ngươi dẫm nát thứ đó sao? Ta thấy bẩn, nên cho người quét dọn thì sai à? Đồ đâu, người quét đi đâu rồi? Hoàng Vũ Thực không còn lý trí, vết rửa nát trên mặt đã đỡ đi rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ, ta hỏi ngươi đồ đâu? Ngươi bỏ đâu rồi? Bên trong thùng rác, Hàn Nhạc Hân bị thái độ của Hoàng Vũ Thực dọa cho nhảy dựng, nhất là khi hắn ta dán sát mặt đến gần, không cẩn thận để nàng nhìn thấy vô số chấm đỏ trên mặt, vô cùng buồn nôn. Hình tượng soái ca trong nháy mắt đã tiêu tan. Hoàng Vũ Thực cũng không quản được nhiều như vậy. Nhào về phía thùng rác, tiện tay đảo hai lần, quả nhiên mò được Thấm Nguyệt Hương bị nát, không chút nghĩ ngợi cho hết vào trong miệng. Cho ta cũng muốn. Bạch Tiểu Lâu vọt đến, nắm lấy tay của đối phương, muốn liếm ngón tay của hắn ta. Một nam một nữ không chút hình tượng giành giật đồ ăn trong thùng rác, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị khiến người xem kinh ngạc không thôi. Người vây xem đều suy đoán hai người này rất có thể bị nghiện thuốc, vì thế lập tức có khách nghỉ báo cho cảnh sát. Rất nhanh, cảnh sát đã chạy đến, mang hai người bọn họ đi. Vở kịch náo loạn đến lúc này mới tạm thời hạ màn. Trên thế giới này, bất kỳ hội nghị nào cũng dài dòng và nhàm chán.
Đại hội giao lưu Tuyết Thành lần này cũng không ngoại lệ. Đầu tiên là các lãnh đạo quan trọng phát biểu, giảng giải lịch sử Tuyết Thành, mỹ cảnh Tuyết Thành, tương lai của Tuyết Thành. Người tham gia hội nghị nghe đến buồn ngủ, nhưng vì tôn trọng và tố dưỡng chức nghiệp, bọn họ không thể không kiên trì. Hạ Thiên cũng không cố kỵ nhiều như vậy, không coi ai ra gì, gối đầu lên chân Dương San mà ngủ, dẫn đến không ít người phải ghé mắt. Hàn Nhạc Hân ôm mặt, muốn đổi vị trí. Dương San lại không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, từ đầu đến cuối vẫn tự nhiên mát xa đầu cho Hạ Thiên. Không ít người cảm thấy khó chịu, nhưng điều kỳ lạ là, người của ban tổ chức lại làm như không thấy, một chút ý kiến cũng không có. Một lát sau, khi hội nghị giải lao, một nhóm người khí thế hung hăng đến trước mặt Dương San, chắn cái bóng trước mặt Hạ Thiên. Người chính là Dương San, trông nữ nhân quần áo hoa lệ, nhìn rất quý phái nhưng giọng nói lại bất thiện. Dương San nhướng mày, thản nhiên đáp đúng, ta là Dương San. Quả nhiên là hồ ly tinh. Nữ nhân nhìn Hạ Thiên đang gối đầu lên chân Dương San, có chút khinh thường nói, xem ra ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, lại đi bao nuôi cái thứ tiểu bạch kiểm không hề có ưu điểm gì. Hắn là chồng của ta, ngươi tốt nhất nên chú ý lời nói của mình. Dương San không ngại người khác nói mình như thế nào, nhưng nàng không cho phép người khác bất kính với Hạ Thiên, nếu ngươi còn dám bất lịch sự với hắn như thế, ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Nét khinh bỉ lại càng đậm trên mặt nữ nhân kia, ngươi không khách sáo như thế nào. Ta nói thẳng cho ngươi biết, ta tên Phong Đình Đình, là người phong gia Tuyết Thành. Bạch Thiên Hào là chồng của ta, nếu ngươi còn dám cầu dẫn hắn ta, ta mới không khách sáo với ngươi đấy. Bạch Thiên Hào là chồng của ngươi. Dương San không khỏi nghi hoặc, mặc dù tuổi tác của ông ta không nhỏ nhưng hình như ông ta còn chưa kết hôn mà. Chuyện này chẳng liên quan đến ngươi. Phong Đình Đình không vui, lại càng quát lớn, tóm lại, ta đến là để cảnh cáo ngươi. Còn nữa, hôm qua các ngươi đã thương chồng của ta, nếu hôm nay ta không bắt các ngươi trả giá, người khác còn tưởng rằng Bạch gia chúng ta dễ khi dễ. Dương San thản nhiên hỏi lại, thế ngươi muốn chúng ta trả giá như thế nào? Tất nhiên là đánh gãy tay gãy chân ngươi, để các ngươi ghi nhớ thật lâu, sau đó cút khỏi Tuyết Thành. Phong Đình Đình cau mày, khoanh tay. Từ trên cao nhìn xuống Hạ Thiên và Dương San, lạnh giọng nói, bằng không, ta không biết ngày mai trên núi tuyết có thêm hai thi thể nữa hay không. Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Dương San đã sớm không còn là thiếu nữ đơn thuần. Mấy năm qua, người nào chuyện gì ở Thanh Phong Sơn nàng cũng đã kinh qua, chút uy hiếp đó thật sự khiến cho nàng không chút gợn sóng. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Phong Đình Đình hiển nhiên không nghĩ đến Dương San lại bình tĩnh như vậy, chỉ nhấn mạnh. Nơi này là Tuyết Thành, địa bàn của Bạch Gia và Phong Gia, cho dù bây giờ ta giết chết các ngươi cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, ngươi tin hay không? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, sau đó nói, ta không tin. Ở đây có phần cho ngươi nói chuyện sao? Phong Đình Đình giận tím mặt, ra lệnh cho thuộc hạ, vả miệng hắn cho ta, vả thật mạnh. Vâng, đại tiểu thư. Bảo Tiêu sau lưng lập tức nhận mệnh, một đại hán to con. Bắp thịt cuồn cuộn giơ bàn tay còn lớn hơn mặt Dương San muốn tát vào mặt của nàng. Các ngươi đừng có làm loạn. Hàn Nhạc Hân do dự một chút, vẫn đứng lên nói, ban ngày ban mặt, lại còn trước mặt bao nhiêu người, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám làm loạn, ngươi có tin ta trực tiếp báo cảnh sát hay không? Phong Đình Đình khinh thường nhìn Hàn Nhạc Hân, ồ, nói nghe sợ quá nhỉ. Trước xé rách miệng của ngươi ra. Đại hán kia nghe lệnh. Lập tức xông lại phía Hàn Nhạc Hân. Ngươi, các ngươi không được làm loạn. Hàn Nhạc Hân luống cuống tay chấn. Vừa rồi, sở dĩ nàng đứng ra là vì thứ nhất, Dương San là bạn tốt của nàng, thứ hai bởi vì nàng biết Hạ Thiên rất lợi hại. Tuy nhiên, Hạ Thiên lại không nhúc nhích, nàng không khỏi có chút sợ hãi. Gã đại hán nở nụ cười lạnh, biểu hiện hung thần ác sát, hất cánh tay như tấm sắt quạt về phía Hàn Nhạc Hân. Hạ Thiên, San San. Cứu ta! Hàn Nhạc Hân muốn chạy, nhưng không biết vì sao dưới chân như mọc rễ, hoàn toàn không động đậy được. Phong Đình Đình cười lạnh, ai cũng không cứu được ngươi đâu. Bọn họ lại càng không có khả năng. Dương San muốn ra tay, chợt phát hiện dị dạng, cơ thể giống như bị đông lại, liền thấp giọng nói với Hạ Thiên, ông xã, có gì đó là lạ. Hạ Thiên lười biếng nói, vợ tiểu tiểu Dương, chẳng có gì lạ cả. Đám ngu ngốc này muốn tìm chết.
nàng cứ để bọn họ toại nguyện. Một giây sau, Dương San đã nhận ra vấn đề, bởi vì Phong Đình Đình đứng trước mặt bọn họ, ánh nắng chiếu xuống vừa lúc chiếu bóng của nàng ta lên người bọn họ. Ngươi rất nhạy cảm, Phong Đình Đình khoanh tay cười lạnh, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì cả, các ngươi hoàn toàn không có cách phản kháng, a. À. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe bốp bốp hai tiếng giòn vang, bàn tay của gã đại hán kia quất thật mạnh vào mặt của nàng ta. Chẳng những đánh gãy răng của nàng ta mà còn khiến nàng ta bị choáng váng. Các ngươi dám đánh ta? Phong Đình Đình kinh ngạc qua đi, lập tức giận dữ, ánh mắt chỉ muốn giết người, tất cả các ngươi không còn muốn sống nữa đúng không? Cái này, đại tiểu thư, làm sao chúng ta dám? Đại hán kia như phát mộng, bọn họ rõ ràng đánh Hàn Nhạc Hân, tại sao đại tiểu thư lại trúng chiêu? Phong Đình Đình đương nhiên biết bọn họ không dám, nhưng sự thật chính là nàng ta bị thuộc hạ của mình tát hai bạt tai trước mặt mọi người. Hai người các ngươi đúng là phế vật. Phong Đình Đình bỗng dưng cảm nhận được điều gì đó, vội đưa tay sờ mặt, sau đó vội vàng mò một cái gương nhỏ từ trong túi ra, soi vào mặt, a, à, mặt của ta, mặt của ta. Rất nhanh, nữ nhân này không để ý đến bất cứ chuyện gì, ôm mặt vội vàng trốn đi. Đám thuộc hạ đi theo Phong Đình Đình không khỏi nhìn nhau, nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Lúc này, Dương San nhẹ giọng nhắc nhở, chẳng lẽ các ngươi không theo sao? Không sợ đại tiểu thư các ngươi gặp nguy hiểm à? Nghe xong, bọn họ giống như tỉnh mộng, bất luận như thế nào, an nguy của đại tiểu thư vẫn quan trọng nhất. Vì thế, bọn họ đã bỏ qua Hạ Thiên và Dương San, vội vàng đuổi theo. Đầu óc nữ nhân đó đúng là có bệnh. Hàn Nhạc Hân thoát khỏi một kiếp, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Thiên nói, đầu óc của nàng ta đích thật có bệnh. Hàn Nhạc Hân ngẩn ra, nàng cũng chỉ thuận miệng nói một câu ví dụ mà thôi, nhưng giọng điệu của Hạ Thiên rõ ràng đang hạ sổ khám bệnh cho người ta. Có phải tất cả mọi người trong mắt của ngươi đều có bệnh hay không? Hàn Nhạc Hân không nhịn được hỏi một câu. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Không phải tất cả trong mắt ta đều có bệnh mà là các ngươi thật sự có bệnh. Vậy ngươi nói cho ta nghe ta có bệnh gì? Hàn Nhạc Hân không phục. Hạ Thiên nhìn Hàn Nhạc Hân một chút, đầu óc của ngươi có bệnh. Ngươi rất hợp với câu này đúng không? Hàn Nhạc Hân bó tay, ngươi nhìn ai cũng đều đầu óc có bệnh. Ta thấy ngươi mới là đầu óc có bệnh đấy. Dương San cũng không dám coi nhẹ Hạ Thiên, nghiêm túc hỏi, ông xã, thế bệnh của Hân Hân có trị được không? Không phải chứ, San San, chuyện hoang đường này mà ngươi cũng tin. Mắt Hàn Nhạc Hân trợn tròn, không khỏi kinh ngạc, hắn rõ ràng đang đùa ta, trêu chọc ta đấy. Dương San nghiêm túc nói, Hạ Thiên xưa nay không lấy mấy chuyện này ra làm trò đùa. Hân Hân, ngươi tốt nhất nên tập trung, để ta bảo hắn chữa cho ngươi. Ta không thèm tin mấy chuyện hoang đường này của hắn đâu. Tháng trước, ta mới khám sức khỏe tổng quát, vấn đề gì cũng không có. Hàn Nhạc Hân cảm thấy Dương San đã quá tin tưởng Hạ Thiên đến mức mù quáng, ngay cả thật giả cũng không phân biệt được. Dương San do dự một chút, sau đó hỏi Hạ Thiên, ông xã, vừa rồi không phải chàng nói đùa chứ? Ta xưa nay không có nói đùa với xử nữ. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn, vợ tiểu tiểu Dương, nàng ta không tin thì tùy nàng ta thôi. Hàn Nhạc Hân bất mãn nhìn Hạ Thiên, này, ngươi không phải muốn chia rẽ quan hệ giữa ta và San San chứ? Khi ta và nàng ấy quen nhau, ngươi còn không biết ở đâu. Nàng ấy là nữ nhân của ta, chỉ điểm này thôi, ngươi quen biết khi nào cũng vô dụng. Hạ Thiên lập tức đứng lên ôm Dương San, vợ tiểu tiểu Dương, nơi này chơi không vui chút nào, ở lại cũng không có ý nghĩa. Bây giờ cũng đã giữa trưa, Dương San gật đầu, cười nói, ông xã, chúng ta tìm quán cơm nào đó ăn chút gì đi. Hạ Thiên cười nói, thật ra có ăn cơm hay không không quan trọng. Quan trọng là ta muốn ăn nàng. Ông xã, bây giờ là giữa ban ngày, đừng. Dương San không khỏi nhớ đến một đêm điên cuồng trong căn nhà gỗ trên núi tuyết, gương mặt bất giác ửng đỏ, âm thanh không tự chủ được nhỏ hơn rất nhiều. Ban đêm, chúng ta về khách sạn lại nói, được không? Không được, Hạ Thiên ôm lấy Dương San, rất nhanh biến mất. Hàn Nhạc Hân trợn mắt, hôm qua nàng đã bị vứt bỏ, hôm nay lại tiếp tục. Trong lòng không khỏi tức giận, đây là người sao? Đây là chuyện dành cho người làm sao? Lúc này, trong thư phòng Bạch Gia, một số hạch tâm Bạch Gia đang thương lượng một số chuyện.
Đại hội giao lưu sáng nay chỉ là làm dáng, tiến hành cũng được coi là thành công. Một nam nhân mặc y quan chỉnh tề, khí độ bất phàm chậm rãi nói, trọng điểm của đại hội giao lưu lần này chính là Hồ Thấm Nguyệt, một danh lam thắng cảnh cấp SSS vừa mới phát hiện gần đây. Ở đó chẳng những phong cảnh tươi đẹp, sinh thái tuyệt vời, hơn nữa nước hồ còn có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp, cường thân kiện thể. Đây chính là cơ hội trăm năm khó gặp của Tuyết Thành chúng ta. Chỉ cần đánh tốt lá bài này, đến lúc đó Tuyết Thành tất nhiên sẽ trở thành một danh thiếp lộng lẫy nhất của ngành du lịch. Người này tên Bạch Thiên An, xếp hạng lão thất, tuổi tác nhỏ hơn Bạch Thiên Hào gần 10 tuổi nhưng tính cách trầm ổn, là một trong những người nối nghiệp do Bạch lão gia tử trọng điểm bồi dưỡng. Được rồi, đừng nói mấy thứ không cần thiết này nữa. Một nam nhân hơn 40 tuổi mập mạp khó chịu nói điểm chính đi, những thứ không đau không ngứa này cứ giao cho người bên dưới xử lý là được. Bạch Thiên An gật đầu, lập tức nhấn mạnh, được rồi, đại ca. Lần này, trọng điểm của Bạch gia chúng ta chính là khai thác Hồ Thấm Nguyệt. Hiệu quả của Thấm Nguyệt trà hương và nhiễm nhan đan không tệ, chỉ là có chút tác dụng phụ, tạm thời không thể mở rộng. Phương diện này cần mọi người chúng ta cố gắng. Mặc dù Bạch gia chúng ta đã rất huy hoàng, nhưng mấy năm gần đây càng lúc càng xuống dốc, nhất định phải cầu mới, nhất là phái Tuyết Sơn. Cho nên, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành theo hai bước. Một là cùng với các tinh anh trong nước đến Hồ Thấm Nguyệt một chuyến, để bọn họ trải nghiệm cảnh đẹp tại chỗ, sau đó sẽ nói chuyện hợp tác với bọn họ sẽ thay chúng ta tuyên truyền. Đây chính là tranh thủ sự tán đồng của giới thế tục, càng nhiều người biết càng tốt. Cho dù phái Tuyết Sơn muốn chiếm lấy cũng phải cố kỵ một chút. Hai là đẩy mạnh phát triển các sản phẩm liên quan và mở rộng sản xuất. Thực tế, việc hợp tác với tập đoàn thần y của Giang Hải là hoàn toàn có thể. Bọn họ đã phát triển nhiều sản phẩm tương tự và có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực này. Nếu có thể dựa vào Hạ Thiên, vậy thì càng tốt hơn. Sau khi nói một hơi, Bạch Thiên An vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn nhưng cũng cho rằng đã đủ. Hắn ta nhìn mọi người, không biết các vị trưởng bối có ý kiến gì không? Lão thất, ngươi nói nghe rất êm tai nhưng ta không đồng ý với phương án này của ngươi. Nam nhân mập mạp khinh thường khoát tay, linh khí ở Hồ Thấm Nguyệt rất dồi dào, có tiềm năng trở thành linh tuyền mới, chúng ta nên quay thành cấm địa của Bạch gia. Nếu khai thác tốt, chưa đến 50 năm, nói không chừng Bạch gia chúng ta có thể trọng trưởng phái Tuyết Sơn cũng khó nói, cần chi phải tiện nghi cho người ngoài. Nữ nhân ngồi bên cạnh ông ta cũng gật đầu không thôi, ta cảm thấy chồng của mình nói không sai. Nếu không phải lão đầu tử nhất định phải tổ chức đại hội giao lưu, ta thậm chí còn không muốn để bên ngoài biết lấy. Còn nữa, Hạ Thiên đã thương Thiên Hào, không giết hắn đã là may mắn lắm rồi. Đại ca, đại tẩu, Hồ Thấm Nguyệt không phải Bạch gia chúng ta có thể nắm giữ. Bạch Thiên An cười khổ, giải thích, nếu không công bố, rất nhanh nó sẽ bị phái Tuyết Sơn chiếm lấy. Đến lúc đó, chúng ta ngay cả cháo cũng không có mà húp. Thế lực tập đoàn thần y rất khổng lồ, chính là ngoại viện cường lực mà chúng ta cần nhất. Đánh giám, nam nhân mập mạp vỗ bàn hét lên, hắn tính là cái gì chứ? Tuyết Thành do Bạch gia chúng ta định đoạt, thù của Thiên Hào nhất định phải báo. Dám đả thương người ở Tuyết Thành, người bị thương còn là người của Bạch gia ta, nếu hắn không chết, Bạch gia ta còn mặt mũi nào tồn tại ở Tuyết Thành nữa chứ? Nếu không, chúng ta xin phép tra một chút, Bạch Thiên An có chút do dự. Không cần, nam nhân mập mạp hừ lạnh một tiếng, ta đã dặn dò người bên dưới đi làm việc, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Hồ Thấm Nguyệt phải làm sao bây giờ? Bạch Thiên An im lặng một lát, vẫn không nhịn được liền hỏi lại lần nữa, cha vẫn đang chờ chúng ta thương lượng xong, sau đó đưa ra ý kiến. Không phải vẫn còn Phong gia và Hoa gia sao? Nam nhân mập mạp cười khẽ, tiểu nương môn Phong gia không phải thích Thiên Hào sao? Hoa gia thì càng không cần phải nói. Lão tổ của bọn họ là đệ tử của lão tổ Bạch gia chúng ta trước kia. Mặc dù bọn họ đã phát triển riêng, nhưng danh phận vẫn còn đó, bọn họ không thể không giúp. Bạch Thiên An nói, nếu đại ca đã nói như vậy, Phong gia và Hoa gia giao cho đại ca tiếp xúc vậy. Tiếp xúc cái gì? Nam nhân mập mạp khinh thường nói, bọn họ cũng xứng. Gọi điện thoại sang, bảo bọn họ tối nay đến đây một chuyến. Nếu không, bọn họ cũng đừng ngây người ở Tuyết Thành nữa. Bạch Thiên An không còn lời nào để nói, vậy ta làm sao mà báo cáo việc này đây? Lão thất,
người cứ nói với cha là việc đã làm xong. Nam nhân mập mạp nói, lão nhân gia ông bế quan cũng đã một thời gian rồi, không phải nói hôm nay sẽ xuất quan sao? Đại hội giao lưu triều này còn cần ông ấy có mặt. Dù sao, ông ấy mới là người chủ sự, còn ta chỉ là chân chạy việc. Được, ta biết rồi. Bạch Thiên An không nói thêm câu nào. Rất nhanh, cuộc họp gia đình liền giải tán, những người khác riêng phần mình rời đi. Bạch Thiên An im lặng một hồi, sau đó mới bước ra hậu viện, khởi động cơ quan, tiến vào một tầng hầm. Trong tầng hầm, một lão giả tóc vàng đang ngồi xếp bằng trên giường đá, khí tức mỏng nhạt kéo dài. Ông chính là gia chủ hiện tại của Bạch Gia Tuyết Thành, năm nay đã 75 tuổi, nhưng nhìn sắc mặt và thể trạng lại giống như chỉ vừa 50. Cha, là con, Bạch Thiên An chậm rãi bước đến bên cạnh giường đá, sau đó quỳ xuống. Lão giả tóc vàng mở mắt, nhìn Bạch Thiên An một chút, thở ra một hơi, chỉ phun ra ba chữ, như thế nào? Đại ca nói chuyện cứ giao cho hắn ta xử lý, cam đoan có thể thành. Bạch Thiên An đáp, nó có thể thành cái rắm, vật không thành khí, lão giả tóc vàng quát lớn, người cũng vậy, cứ như thế mà để nó làm chủ. Bạch Thiên An đáp, dù sao hắn ta cũng là đại ca, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Lão giả tóc vàng nói. Hơn nữa, đại ca dường như đã tìm được sự giúp đỡ. Hơn phân nửa cao tầng tập đoàn Lăng Tiêu đều bị hắn ta lôi kéo hết. Bạch Thiên An tận lực giữ giọng nói bình tĩnh, nếu như không đồng ý phương pháp của hắn ta, chỉ sợ con cũng không thể ở lại trong tập đoàn được nữa. Lão giả tóc vàng hừ lạnh một tiếng, bóp chặt nắm đấm, nghịch tử này càng lúc càng không để ta vào mắt. Tuy nhiên không sao, chờ ta đột phá đại nạn. Đến lúc đó ta sẽ thu thập nghịch tử này, còn có tiện nhân của phái Tuyết Sơn. Cha tu hành nhiều năm, hồng phúc vô biên, nhất định có thể đột phá đại nạn, trường thọ vạn năm. Bạch Thiên An vội vàng vuốt mông ngựa. Được rồi, mấy lời vuốt mông ngựa này về nói ít nói lại, ta cũng không phải là loại người thích a dua nịnh hót. Mặc dù lão giả tóc vàng quát Bạch Thiên An hai câu nhưng sắc mặt đã hòa hoãn hơn rất nhiều, ta bế quan nhiều năm, nghịch tử kia vẫn luôn lá mặt lá trái. Nhờ có người điều hòa mới không để nghịch tử kia đoạn mất nguồn cung cấp đan dược cho ta. Bạch Thiên An không nhịn được liền hỏi, trạng thái của cha bây giờ, được chứ? Đã phá nửa hạn, tăng thêm 6 năm thọ nguyên. Lão giả tóc vàng hơi tức giận, lẩm bẩm, chủ yếu vẫn là linh khí không đủ. Nếu như năm đó có thể cướp được suối ẩn nguyệt vào tay thì tốt biết bao. Bạch Thiên An lập tức nói, cha, gần đây chúng ta phát hiện được hồ thấm nguyệt, linh khí khá dồi dào. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ trong tay, nhất định sẽ có thể trợ giúp cha đột phá. Bao nhiêu năm chưa từng sinh ra linh tuyền, hồ thấm nguyệt tất nhiên sẽ dẫn phát phân tranh. Lão giả tóc vàng chắp tay sau lưng, giọng nói lạnh lại, phái Tuyết Sơn nhất định sẽ ra tay. Phong gia, Hoa gia tuyệt đối muốn chia một chén canh, thậm chí còn có Tả gia, Ninh gia, còn người mà ngươi nói là ai? Hạ Thiên, Bạch Thiên An lập tức bổ sung. Hạ Thiên của tập đoàn thần y thành phố Giang Hải. Có lời đồn hắn là đệ tử của quỷ y Trương Minh Đà, sát thần Ngải Luân và ám hoàng Lữ Nhân. Chẳng những y thuật kinh người mà tu vi còn thâm bất khả chắc. Lão giả tóc vàng hỏi, Bạch Thiên Hào là do hắn gây thương tích. Đúng, Bạch Thiên An thành thật trả lời, ngũ ca nhìn chúng nữ nhân của Hạ Thiên, mặc dù người này háo sắc nhưng hắn cực kỳ quý trọng nữ nhân của mình, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng chàm. Những người đánh chủ ý vào nữ nhân của hắn trước kia, hơn phân nửa đều chết hết. Cho nên, còn đề nghị thay vì là địch với hắn thì chi bằng lôi kéo hắn cùng nhau đối phó phái Tuyết Sơn. Nghịch tử kia nói như thế nào? Lão giả tóc vàng cũng không trả lời, hỏi ngược lại một câu. Đại ca bác bỏ, nói Hạ Thiên không chết, Bạch gia sẽ mất hết mặt mũi. Bạch Thiên An lộ vẻ không hiểu, thật ra con đã nghiên cứu qua Hạ Thiên. Chỉ cần không trêu chọc hắn và nữ nhân của hắn, chậm rãi lấy lòng, hắn có thể để cho chúng ta sử dụng. Lão giả tóc vàng suy nghĩ một chút, sau đó khoát tay, được rồi, mặc dù bản lãnh của kẻ này không tệ, nhưng trầm mê nữ sắc, cách cục quá nhỏ, khó thành đại khí. Thế nhưng, Bạch Thiên An đang định nói tiếp cái gì đó. Thiên An, ánh mắt của ngươi quá cực hạn, tư duy phải vươn xa một chút. Lão giả tóc vàng có chút thất vọng nhìn Bạch Thiên An. Ngươi cũng đã nói Hạ Thiên là loại háo sắc, còn tiện nhân phái Tuyết Sơn kia,
mặc dù ta hận ả thấu xương nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng ta là tuyệt sắc nhân gian. Một khi Hạ Thiên gặp được, người cảm thấy hắn sẽ giúp ai? Bạch Thiên An không thể phản bác được, theo như những gì hắn ta nghiên cứu về Hạ Thiên, tiểu tử kia trước mặt mỹ nhân gần như không có lập trường nào có thể nói. Nói trắng ra, bên nào có mỹ nữ, hắn sẽ giúp bên đó. Trưởng môn phái Tuyết Sơn bây giờ, mặc dù tâm như xà hạt nhưng xác thực xinh đẹp vô song, muốn tìm ra nữ nhân còn đẹp hơn nàng ta quả thật rất khó. Huống chi, chúng ta cũng không có thời gian. Lão giả tóc vàng khẽ thở dài, mặc dù ta có thêm 6 năm tuổi thọ nhưng cơ thể cũ kỹ này muốn phát huy 10 thành công lực thì nhất định phải giảm thọ. Thiên An, ta nhất định phải giải quyết dứt khoát. Bạch Thiên An không nói thêm gì nữa, đành phải trả lời, vâng. Còn nữa, ta bảo ngươi tìm người, đã tìm được chưa? Lão giả tóc vàng hỏi tiếp. Bạch Thiên An hổ thẹn nói, còn chưa tìm được. Bốp! Lão giả tóc vàng tức giận vung tay cho Bạch Thiên An một bạt tai, tại sao ngươi có thể nói chưa tìm được? Ta cho ngươi 10 năm, ngươi ngay cả người cũng không tìm được sao? Tài nguyên đều nằm trong tay đại ca đại tẩu. Người mà con có thể sai khiến quá ít. Bạch Thiên An không dám có chút bất mãn, đành phải cẩn thận nói, tuy nhiên, có một người rất giống với người cha muốn tìm, nhưng con không dám xác định. Nét giận dữ trên gương mặt lão giả tóc vàng hơi giảm xuống, người nói ta nghe một chút. Người kia tên Ninh Vọng Hải, người Quế Thành, tuổi tác tương đương với cha, con cái đều đã di dân đến tinh đảo, chỉ còn lại một đứa cháu gái bên cạnh tên Ninh Nhụy Nhụy. Bạch Thiên An chậm rãi nói ra thông tin mà mình thu thập được, hình dáng của người này có 5-6 phần tương tự người mà cha muốn tìm nhưng ông ấy lại sinh trưởng ở Quế Thành, chưa từng đến Tuyết Thành chúng ta. Lý lịch cũng rất rõ ràng, không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa con cũng đã tìm người thử qua, ông ấy không có tu vi, chỉ là người bình thường. Tuy nhiên, lão giả tóc vàng bất mãn nói, tuy nhiên cái gì? Có việc gì thì cứ nói thẳng, đừng sợ hãi rụt rè. Ninh Nhụy Nhụy cũng là nữ nhân của Hạ Thiên. Bạch Thiên An đáp. Có ảnh chụp không? Đưa cho ta xem thử. Lão giả tóc vàng nói. Bạch Thiên An lập tức lấy điện thoại ra, tìm một tấm hình rồi đưa đến. Cái gì? Lão giả tóc vàng cầm điện thoại, chỉ nhìn một chút đã cho Bạch Thiên An một bạt tai. Ta muốn là hình ảnh của Ninh Vọng Hải, người lại đưa cho ta ảnh cháu gái ông ta làm gì? Người xem ta là ai chứ? Là đồ háo sắc giống như các ngươi à? Cha đẩy về phía trước 2 lần, Bạch Thiên An ôm mặt, trong lòng ủy khuất không thôi. Vừa nhắc đến Ninh Nhụy Nhụy là nữ nhân của Hạ Thiên, cha liền nói muốn ảnh chụp, ta có thể không hiểu lầm sao. Lão giả tóc vàng lật mấy lần, quả nhiên nhìn thấy tấm ảnh của Ninh Vọng Hải, con người bỗng dưng co rụt lại, nhìn chăm chú thật lâu. Cha, cha, Bạch Thiên An phát hiện cha của hắn ta thất thần nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp, nhịn không được nhẹ giọng kêu lên, cha, cha không sao chứ. Đừng kêu, lão giả tóc vàng bất mãn chừng Bạch Thiên An, sau đó lẩm bẩm, ha ha, Ninh sư huynh, quả nhiên ngươi vẫn còn sống. Ninh Vạn Hưu ơi Ninh Vạn Hưu, ngươi cho rằng ngươi thay tên đổi họ, thay luôn dung mạo thì có thể tránh được một đời sao? Bạch Thiên An ngẩn cả người, ông ấy chính là huyết thủ độc tâm phái Tuyết Sơn Ninh Vạn Hưu năm đó. Không sai, lão giả tóc vàng cười khẽ, hơn 40 năm, ân oán cũng nên kết rồi. Cảm thán xong, ông ta nói với Bạch Thiên An, bây giờ ngươi đến Quế Thành mời ông ta đến đây. Đêm nay ta muốn gặp ông ta. Nhớ kỹ, nhất định phải mời đến, nói là Hoàng Phát Kiếm Quân mời ông ta đến gặp mặt tại Tuyết Thành. Rõ, Bạch Thiên An gật đầu lĩnh mệnh, đứng dậy muốn rời đi, nhưng đi được vài bước đột nhiên quay lại, cha, cha có tham gia đại hội giao lưu chiều nay không? Đương nhiên, lão giả tóc vàng nói. Vừa lúc lão phu cũng muốn nhìn xem hồ thấm nguyệt như thế nào, thuận tiện gặp tiểu tử Hạ Thiên kia luôn. Tuyết Thành, nhà hàng Mật Tuyết. Nơi này chỉ là một nhà hàng bình thường, nhưng trang trí khá tao nhã. Lúc này, mặc dù đã đến giờ cơm nhưng khách lại không nhiều. Ngoại trừ một cặp tình nhân ngồi ở góc tường, cũng chỉ có 4-5 thanh niên trẻ tuổi ngồi ngay cửa ra vào. Hạ Thiên vốn muốn đánh một chiến dịch kéo dài với Dương San. Không khéo đại di mụ của Dương San lại đến, chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Nữ nhân của Hạ Thiên trên cơ bản đều đã tẩy tủy phạt xương nhưng tẩy chỉ là thể chất, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, nhưng trên bản chất các nàng vẫn là nữ, cho nên kinh nguyệt là vẫn phải có. Tuy nhiên,
khi đến tháng, các nàng sẽ không đau bụng hành kinh hay những biến chứng khác. Đương nhiên, với y thuật của Hạ Thiên, muốn giải quyết chướng ngại vật này cũng không phải việc khó, nhưng hắn không muốn làm như thế. Dương San là nữ nhân của hắn, cũng không phải công cụ của hắn. Lúc này, hắn tôn trọng quyết định của Dương San, biến thành ăn cơm trưa. Thấy Hạ Thiên không quá cao hứng, Dương San ôm lấy cánh tay của hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười, được rồi, ông xã, chờ qua xong, ta sẽ bồi chàng mấy ngày. Mấy ngày không đủ, Hạ Thiên nhếch miệng, nhất định phải bù lại lần này. Hạ Thiên và Dương San chọn vị trí gần cửa sổ, nhưng vừa mới ngồi xuống đã có người bước đến. Người đến hung hăng quát mắng, nơi này không phải là nơi mà ngươi có thể ngồi, lập tức cút sang một bên cho lão tử. Bây giờ tâm trạng ta không được tốt, tốt nhất ngươi đừng có chọc ta. Nếu không, đừng trách ta đánh ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng nói. Dương San nhìn người đến, phát hiện hắn ta là một trong bốn thanh niên trẻ tuổi ngồi ngay cửa ra vào. Ha ha, ta chẳng quan tâm ngươi tâm trạng tốt hay không tốt. Người đến tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ta tên Thanh Phong, ngươi có thể gọi ta là Phong Ca. Ta đã chọn vị trí này, ngươi không thể ngồi. Ông xã, chàng đừng nóng giận. Dương San biết tính tình của Hạ Thiên như thế nào, vội kéo tay của hắn lại. Nàng cảm thấy không cần thiết phải so đo với loại tiểu lưu manh này. Vì thế, nàng đổi sang chỗ ngồi bên cạnh, chúng ta ngồi ở đây đi. Hạ Thiên cũng không động đậy, Phong Ca lại đưa tay ngăn cản, chỗ đó cũng chẳng có phần của ngươi. Có thể nói như vậy, ta đã bao hết toàn tiệm. Vậy thì ta đổi sang tiệm khác, Dương San lạnh lùng nói. Phong Ca mỉm cười với Dương San, có chút lấy lòng, mỹ nhân, ngươi không cần lo lắng. Ngươi có thể ngồi, ngồi bất cứ chỗ nào. Ánh mắt của Dương San ngưng lại. Lộ ra sự lạnh lẽo, người nói vậy là có ý gì? Mỹ nữ, người phải hiểu chứ? Gương mặt Phong Ca hiện lên sự kiêu ngạo, nghiền ngẫm nhìn Dương San, Phong Ca cảm thấy ngươi không tệ, muốn kết giao bạn bè với ngươi. Hạ Thiên lười biếng nói, ban đầu ta chỉ cho rằng ngươi muốn ăn đòn. Bây giờ xem ra, ngươi muốn tìm cái chết. Tiểu tử, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Phong Ca căm ghét nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Lạnh giọng cảnh cáo, nếu ngươi còn nói nhảm thêm một câu nào nữa, ngươi có tin Phong Ca ta ném ngươi ra ngoài, để ngươi biến thành người chết hay không? Dương San vội vàng khuyên can, nhìn dáng vẻ của ngươi, đoán chừng cũng chỉ 18-19 tuổi. Ta có thể hiểu được tuổi trẻ khinh cuồng của ngươi. Ta và chồng của ta chỉ muốn yên tĩnh ăn một bữa cơm, không muốn gây phiền toái, càng không thích bất cứ kẻ nào đến quấy rầy, ngươi hiểu không? Phong Ca cười khẽ. Khinh thường nhìn Hạ Thiên, sau đó nói với Dương San, mỹ nữ, ngươi rất đẹp nhưng ánh mắt lại quá kém. Tiểu tử này hoàn toàn không xứng với ngươi, chỉ bằng ngươi đi theo Phong Ca ta cam đoan ngươi, a. À. Hạ Thiên lười nghe hắn ta nói nhảm, thưởng cho hắn một bạt tai. Bành! Chỉ thấy Phong Ca cất cánh ngay tại chỗ, giống như một cơn gió trong nháy mắt xuyên qua cánh cửa bay hơn mấy trăm mét, va vào một bức tượng đá mới ngã xuống đất, không rõ sống chết. Phong Ca, chuyện gì xảy ra thế? Tại sao Phong Ca lại bay ra ngoài? Ba thanh niên trẻ tuổi còn lại nhìn thấy, lập tức đứng lên, gương mặt chỉ toàn là sự mờ mịt. Tự tìm khổ mà ăn. Dương San lắc đầu, hất mái tóc ra đằng sau, nói với Hạ Thiên, ông xã, chàng thật sự không cần thiết phải vì loại người này mà tức giận. Hạ Thiên nhếch miệng, ta không có tức giận, chẳng qua ta chỉ cảm thấy con ruồi này quá phiền. Ba thanh niên kia không dám đến gần Hạ Thiên. Do dự vài giây, bọn họ quyết định đẩy cửa ra ngoài, mang Phong Ca vội vàng rời đi. Hai người các ngươi tốt nhất nên đợi ở đây, việc này không xong đâu. Trước khi đi, đám người này vẫn không quên ném xuống một câu không có dinh dưỡng. Một đám ngớ ngẩn, Hạ Thiên ngáp một cái, hoàn toàn không để đám ngu ngốc đó trong lòng. Hai vị, các ngươi đi nhanh đi. Nếu còn chậm trễ, đoán chừng sẽ gặp phiền phức đấy. Lúc này, chủ nhà hàng lặng lẽ bước đến trước mặt Hạ Thiên và Dương San, bọn họ nhất định sẽ quay lại trả thù các ngươi. Chủ nhà hàng là một nữ nhân, nhìn khoảng 23-24 tuổi, cao chưa đến 1m6, nhìn nhỏ nhắn đáng yếu. Bà chủ, không có chuyện gì đâu. Dương San mỉm cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, trước đưa thực đơn cho chúng ta xem đi. Ta không có nói đùa đâu. Ánh mắt nữ chủ quán hiện lên sự lo lắng,
Phong ca kia là người của Hàn Đao Bang Tuyết Thành. Bọn họ giết người không chớp mắt, nếu các ngươi không đi, nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Thiên khinh thường nói, nếu bọn họ dám quay lại, bọn họ mới là người nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ không dám quay lại đâu, cho dù có cũng sẽ không có chuyện gì. Dương San trấn an nữ chủ quán, chúng ta đến ăn cơm, ngươi cứ đưa thực đơn ra đây là được. Nữ chủ quán vẫn còn sợ hãi, nhưng bọn họ thật sự không phải người tốt lành gì, nhất định sẽ quay lại trả thù các ngươi. Trước kia có du khách đắc tội bọn họ, sau đó bị chém chết ngoài đường. Vậy chúng ta lại càng không thể đi, bọn họ không thể chút giận lên ngươi và nhà hàng này của ngươi được. Dương San thấy nữ chủ quán hơi run rẩy, lập tức vỗ vai của nàng, chúng ta đến đây ăn cơm, nếu bọn họ dám quay lại, chúng ta sẽ cho bọn họ một bài học, tránh bọn họ chút giận lên mọi người. Hạ Thiên nói, cơm còn chưa ăn, đi cái gì mà đi. Đã nói đến nước này rồi, nữ chủ quán cũng không tiện nói thêm điều gì, đành phải lấy hai cái thực đơn đưa cho Hạ Thiên và Dương San, vậy các ngươi chọn món đi, ta không thu tiền đâu. Ăn xong thì đi ngay, việc này không phải nói đùa. Ông xã, chàng muốn ăn gì? Dương San lật thực đơn, mỉm cười nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nói, ta chẳng có gì là không ăn, nàng cứ tùy ý gọi là được. Được, vậy thì chọn món này, cái này, còn có, Dương San gọi mấy món nhìn rất ngon miệng, gọi thêm một ít rau quả thanh đạm cho mình, sau đó trả lại thực đơn cho nữ chủ quán, bấy nhiêu là được rồi. Được, nữ chủ quán ghi lại món ăn, sau đó nhỏ giọng hỏi, các ngươi muốn uống chút gì không? Dương San có chút hứng thú hỏi, người có đề nghị gì không? Nữ chủ quán bắt đầu giới thiệu những thức uống đặc biệt của nhà hàng mình. Chỗ chúng ta có thấm nguyệt túy mới ra gần đây, chính là dùng nước trong hồ thấm nguyệt để ủ, hương vị tươi mát, tuyệt không gắt miệng. Mặc dù độ nồng khá cao nhưng uống vào lại không hề say. Hồ thấm nguyệt, Dương San chợt nhớ đến đại hội giao lưu hồi sáng, hình như cũng đã nhiều lần nhắc đến danh từ này, là hồ thiên nhiên mới được phát hiện bên trong tuyết cốc thời gian gần đây à? Đúng đúng đúng, nữ chủ quán gật đầu cười nói, nhưng cũng không tính là gần đây mới phát hiện. Thật ra trước đó đã có người đến, chỉ là đường đi ở đó quá nguy hiểm, người có thể vào được đích thật rất ít. Thời gian này, dưới sự dẫn dắt của Bạch Gia, một con đường đã được mở ra, nói là để tạo thành điểm thu hút khách du lịch. Nhưng bây giờ lại không cho người ngoài ra vào. Dương San như có điều suy nghĩ, lại nhớ đến sáng nay Hoàng Vũ Thực có đề cập đến Thấm Nguyệt Hương, vậy ngươi có bao giờ nghe qua Thấm Nguyệt Hương không? Thẩm Nguyệt Hương, nữ chủ quán hơi cau mày. Do dự một chút liền nhẹ giọng trả lời, hình như là một loại trà hương có thể dưỡng nhan, là một sản phẩm bán rất đắt của tập đoàn Lăng Tiêu, giá cả rất cao, nghe nói một miếng có giá 100 vạn. Dương San hỏi tiếp, thế có thể mua được loại trà hương đó ở đâu? Hình như không có bán, tập đoàn Lăng Tiêu chỉ cung cấp cho cao tầng sử dụng, những người buôn bán nhỏ như chúng ta muốn nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Nữ chủ quán lắc đầu. Có chút tự diễu, cho dù có bán chính thức ra ngoài, chúng ta cũng mua không nổi. Hạ Thiên chen vào, vợ tiểu tiểu Dương, hai thứ đó chỉ là phế vật. Nàng đã tẩy tủy phạt xương, hoàn toàn không cần đến chúng. Ta đương nhiên không cần rồi. Dương San cười nói, tuy nhiên, ta có thể tìm hiểu, sau đó nói cho Tô Bối Bối biết, nói không chừng là một cơ hội buôn bán thì sao. Nữ chủ quán mở to mắt, cảm thấy ngoài ý muốn, mỹ nữ tỷ tỷ. Ngươi là thương nhân sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hợp tác với tập đoàn Lăng Tiêu? Ta không phải thương nhân, ông xã ta mới là thương nhân. Hắn tên Hạ Thiên, là một ông chủ lớn rất có tiền. Dương San mỉm cười, tay chỉ vào Hạ Thiên, sau đó hỏi tiếp, ta tên Dương San, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Nữ chủ quán kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nam nhân kia nhìn như thế nào cũng không giống ông chủ. Tuy nhiên, nàng vẫn nghiêm túc trả lời Dương San, ta tên Bạch Tiểu Tuyết, các ngươi gọi ta Tiểu Tuyết là được. Dương San kéo ghế, ra hiệu Bạch Tiểu Tuyết ngồi xuống, người họ Bạch, cũng là người Bạch gia hay sao? Không phải, ta chỉ họ Bạch mà thôi. Bạch Tiểu Tuyết lắc đầu, có chút nhát gan nói, ta nào có tư cách có quan hệ với Bạch gia Lăng Tiêu chứ? Đối với tập đoàn Lăng Tiêu hoặc Bạch gia, người còn biết cái gì khác nữa không? Dương San làm như vô ý hỏi thăm, chúng ta muốn tìm hiểu sâu thêm một chút. Ánh mắt Bạch Tiểu Tuyết hiện lên sự cảnh giác, lắc đầu nói, ta biết cũng không nhiều. Thức ăn đến rồi, khách nhân cứ từ từ thưởng thức.
ta còn phải đi tiếp đãi khách khác, xin lỗi không thể nói chuyện được. Nói xong, nàng ta vội vã rời đi. Ông xã, xem ra Bạch gia, còn có tập đoàn Lăng Tiêu không hề đơn giản. Không biết tại sao, Dương San lại cảm thấy phái Tuyết Sơn, Tuyết Hầu Tử, còn có suối Ẩn Nguyệt, bây giờ lại thêm Hồ Thấm Nguyệt luôn cất giấu một bí mật lớn bên trong. Hạ Thiên cũng không hứng thú lắm, ta chẳng quan tâm, chỉ cần đám ngu ngốc đó đừng đến phiền ta là được. Đúng là can đảm. Dương San cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên có một bóng người rơi xuống trước bàn, giọng nói bất thiện, dám ở Tuyết Thành mắng Bạch gia và tập đoàn Lăng Tiêu là ngu ngốc, ngươi chính là người đầu tiên. Tên ngốc ngươi là ai thế? Hạ Thiên ngáp một cái, khó chịu hỏi. Ta xin tự giới thiệu, ta xưng là Phá Tà, là một sát thủ. Người đến nhếch môi, biểu hiện khinh thường, Bạch gia bỏ ra 500 vạn Mỹ Kim treo thưởng muốn lấy đầu trên cổ ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Hạ Thiên nói, chẳng có ý kiến gì cả, chỉ là đôi giày rách, có ý kiến gì chứ? Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng đấy. Sát ý nổi lên trong mắt Phá Tà. Một thanh gai nhọn dài nửa mét chỉ vào cổ họng Hạ Thiên, chỉ cần ta nhẹ nhàng đẩy một cái, ngươi sẽ chết. Hạ Thiên nói, khi ngươi cầm vũ khí chỉ vào ta, ngươi đã chết rồi. Ha ha, ngươi đúng là buồn cười. Phá Tà cười nhạt, càng thêm khinh thường, nếu không phải Bạch gia nói bắt sống, bây giờ ta đã kết liễu ngươi rồi. Ngươi mau thức thời mà đi theo ta. Lúc này, cửa nhà hàng bị người ta đẩy ra thật mạnh. Chỉ thấy 10 nam nhân tay cầm trường đao vọt vào, quát lạnh các ngươi ai cũng không được đi. Tiểu tử, người thông minh đấy, lại tìm được người giúp đỡ. Sát thủ Phá Tà đưa mắt nhìn đám người xông đến, cười ha hả, đáng tiếc, chỉ bấy nhiêu người cũng không bảo vệ được mạng cho ngươi đâu. Với đầu óc như trái nho của ngươi, ngươi đừng nên làm sát thủ nữa, nếu không, ngươi chính là sỉ nhục cái nghề này đấy. Hạ Thiên khinh thường nói. Phá Tà không khỏi cười lạnh, ngươi muốn chọc giận ta. Đáng tiếc không có tác dụng gì đâu. Đám người kia, ta có thể tiện tay xử lý. Nếu không phải cố chủ muốn bắt sống các ngươi, bây giờ ta đã mang đầu các ngươi đi giao nộp rồi. Hạ Thiên lười nói nhảm với mấy loại người ngu ngốc, cứ thế mà gắp đồ ăn cho Dương San. Dương San nói, ông xã, có cần. Là ai đả thương tiểu đệ A Phong của ta? Một nam nhân vác đao phách lối nhìn mọi người trong nhà hàng. Một tiểu đệ chỉ tay vào Hạ Thiên, bang chủ, chính tiểu tử kia đã thương Phong ca. Nói xong, hắn ta lại chỉ Dương San, nhẹ giọng thì thầm cái gì đó bên tai nam nhân vác đao. Nam nhân vác đao đầu chọc nhìn Hạ Thiên, rồi lại nhìn Dương San, lập tức đưa ra quyết định, hàn đao bang Tuyết Thành làm việc, không cho phép bất cứ người nào xen vào. Toàn bộ cút sang một bên cho ta. Các khách khác trong nhà hàng. Còn có nhân viên phục vụ muốn chạy trốn nhưng lại bị người của hàn đao bang chặn cửa, hoàn toàn không ra ngoài được, chỉ có thể thối lui hết vào trong bếp. Về phần báo cảnh sát, thôi đừng suy nghĩ nữa. Có 2-3 người cầm đao nhìn bọn họ chằm chằm, trừ phi bọn họ muốn ăn một đao. Tiểu tử, người cút sang một bên đi. Nam nhân đầu chọc ánh mắt ngang ngược nhìn Phá Tà, nếu không, đừng trách lão tử một đao chém luôn ngươi. Phá Tà cười khẽ. Rời cái ghế ngồi xuống, tuy nói tới trước tới sau nhưng ta vẫn cho ngươi một cơ hội. Ngươi lên trước đi, ta ăn tạm cái gì đó, đồng thời xem náo nhiệt luôn. Này, ngươi là ai? Nam nhân đầu chọc phát hiện khí thế người này không tầm thường. Tuy nói hắn ta là địa đầu xà Tuyết Thành nhưng không phải đại nhân vật nào hắn ta cũng biết, đành phải dò xét tại sao ta không nhìn thấy ngươi ở Tuyết Thành. Lai lịch của ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng sau khi ngươi biết rồi. Chỉ sợ ngươi ngủ không yên. Phá Tà hoàn toàn không để tên đầu chọc này vào mắt, vẫy tay ra sau bếp, bà chủ, đưa cho ta thực đơn. Chẳng lẽ nhà hàng không buôn bán sao? Bạch Tiểu Tuyết đương nhiên nghe thấy nhưng vẫn sợ hãi nhìn đám người hàn đao bang, hơi run lẩy bẩy. Nam nhân đầu chọc do dự một chút, tác phong của người trước mắt có thể có liên quan đến đại gia tộc Tuyết Thành. Trước khi còn chưa xác nhận được, tốt nhất không nên để tình huống trở nên phức tạp. Được rồi, để hắn ta gọi món đi. Nam nhân đầu chọc ngoắc tay gọi Bạch Tiểu Tuyết, sau đó mặc kệ. Hắn ta dự định giải quyết Hạ Thiên và Dương San trước rồi nói sau. Bạch Tiểu Tuyết há miệng muốn nói điều gì đó, cuối cùng vẫn nhịn được, chờ Phá Tà gọi đồ ăn xong thì lui lại sau bếp. Vợ Tiểu Tiểu Dương, thịt dê này không tệ, nàng thử một chút đi.
Hạ Thiên hoàn toàn không để mắt đến những người kia, cười nói với Dương San. Dương San hiển nhiên không quen lúc ăn cơm còn có người hung hăng nhìn chằm chằm bên cạnh. Đừng để ý đến đám ngu ngốc đó. Hạ Thiên nhận ra Dương San đang khó chịu, chúng ta cứ tự nhiên ăn cơm thôi. Tiểu tử, người đã thương người của Hàn Đao Bang ta, người vẫn còn ăn cơm được. Nam nhân đầu chọc cắm thanh trường đao lên bàn, lạnh giọng quát, ngươi cho rằng Hàn Đao Bang chúng ta dễ khi dễ lắm phải không? Hạ Thiên lười biếng nói, ta chẳng quan tâm các ngươi là Hàn Đao hay là cái gì đao, các ngươi nên cút xa một chút, đừng quấy rầy ta và vợ tiểu tiểu Dương ăn cơm. Ăn cơm, nam nhân đầu chọc cười lạnh, hai tay đặt lên mép bàn, đột nhiên dùng lực muốn lật tung cái bàn, ăn cái đầu mẹ ngươi, đừng ăn nữa. Kết quả, bàn ăn vẫn không hề nhúc nhích tí nào. Đám tiểu đệ đi theo không khỏi phát mộng, bọn họ đương nhiên đoán được lão đại muốn lật bàn. Ban đầu, bọn họ dự định lật bàn xong sẽ hò hét trợ uy cho lão đại, nhưng bây giờ không khí lại quá xấu hổ. Sao, nam nhân đầu chọc cũng ngẩn cả người, da mặt co rúm. Hạ Thiên nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể lật được bàn của ta còn chưa sinh ra đâu. Hôm nay, lão tử không lật được bàn của ngươi thì không thể. Nam nhân đầu chọc hừ một tiếng, sau đó vén tay áo, cơ bắp hai tay nổi lên, xuất ra 12 phần khí lực, hai tay nắm chặt cạnh bàn, một lần nữa phát lực. Đáng tiếc, cái bàn lại không nể mặt hắn ta chút nào. Ngươi chưa ăn cơm à? Hạ Thiên chào phúng một câu. Sát thủ phá tà cũng cảm thấy buồn cười. Mẹ kiếp, lão tử sẽ cho các ngươi ăn. Nam nhân đầu chọc thẹn quá hóa giận, thuận tay giơ trường đao muốn chặt cái bàn thành hai nửa. Đao vừa nhanh vừa mạnh. Một khi đao bổ xuống, không nói cái bàn bị chặt thành hai nửa, đoán chừng người đứng gần cũng có khả năng bị liên lụy. Đám tiểu đệ vô thức lui về sau mấy bước. Nhưng sự thật ngược lại với hắn ta đã nghĩ. Cái bàn vẫn không bị vỡ. Bởi vì đao còn chưa chém xuống đã bị hai ngón tay kẹp lấy. Ngu ngốc, ngươi phiền phức quá đi. Hạ Thiên khó chịu nói, nếu ngươi không muốn biến, vậy để ta giúp ngươi biến. Buông tay, nam nhân đầu chọc thử giãy giụa mấy lần, phát hiện không cách nào rút thanh đao trở về, trong lòng vừa sợ vừa giận, buông tay cho ta. Hạ Thiên cười nói, đây chính là ngươi nói đấy nhé, ta chiều theo ý của ngươi. Nói xong, Hạ Thiên liền buông lỏng đầu tay của mình ra. Vừa mới buông ra, nam nhân đầu chọc theo quán tính rút lui mấy bước, đụng ngã đám tiểu đệ đằng sau, mất mặt vô cùng. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Nam nhân đầu chọc thẹn quá hóa giận, nhanh chóng bỏ dậy từ dưới đất, ta vốn chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học, thay tiểu đệ A Phong của ta xả giận, nhưng ngươi nhất định muốn chết, vậy thì cũng đừng trách ta. Dương San thản nhiên nói, ngươi đừng tìm cho mình nhiều cái cớ đến như vậy, ngươi và Phong ca kia đều tự tìm phiền phức. Bây giờ ngươi rời đi vẫn còn kịp, nếu muộn, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Ở Tuyết Thành này, ngoại trừ tam đại gia tộc, vẫn chưa có ai dám nói chuyện với ta như thế. Mặc dù nam nhân đầu chọc hoài nghi hai người này có thân phận không tầm thường, nhưng nếu bây giờ nhận sợ, Hàn Đao Bang bọn họ về sau làm sao mà lăn lộn ở Tuyết Thành được nữa, hôm nay, cho dù ta chém chết các ngươi ở đây, ta cũng không có bất cứ chuyện gì. Nếu ngươi đã nhất định muốn chết, tùy ngươi thôi. Dương San lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng là hảo môn khó khuyên quỷ đáng chết. Nam nhân đầu chọc lạnh lùng nói, người muốn chết là các ngươi. Vừa mới nói xong, đao quang đột nhiên lóe lên, chém ngang cổ Hạ Thiên. Bành! Lưỡi đao còn chưa chém đến trước mặt Hạ Thiên, hắn ta đã đằng không bay lên, bay ra khỏi nhà hàng, va vào một bức tượng đá, bất tỉnh nhân sự. Đám tiểu đệ kia như phát mộng. Mọi người nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Trước đó Phong ca cũng ngất đi giống như vậy. Có tiểu đệ lên tiếng, bọn họ nhất định là cao thủ. Ta chẳng quan tâm bọn họ có phải là cao thủ hay không. Có người nói, mọi người cùng nhau xông lên, loạn đao chém chết bọn họ. Lập tức có người phụ họa, chém chết bọn họ, báo thù cho bang chủ và Phong ca. Đám người này cầm trường đao, giống như ong vỡ tổ phóng đến Hạ Thiên và Dương San. Đao quang xen lẫn, dường như muốn chém người trước mắt thành thịt băm. Chính xác mà nói, lúc trước bọn họ cũng đã làm như vậy, hơn nữa đối phương cũng là cao thủ. Một đám ngu ngốc không có đầu óc, Hạ Thiên cảm thấy khó chịu với biểu hiện của những người này.
chỉ là đao ảnh giống như lưới chụp vào đỉnh đầu của hắn. Bành, bành, bành. Từng bóng người như quả bóng da bị đạp bay ra khỏi phòng ăn, sau đó văng trúng bức tượng, rơi xuống người nam nhân đầu trọc. Không bao lâu sau, tất cả đã chất thành một chồng núi người. Trong nhà hàng chỉ còn lại 5-3 người đang đứng. Bọn họ đứng phía ngoài cùng, từ trước đến nay chẳng có thân phận địa vị gì trong bang. Bây giờ lại thành viên còn sót lại. Mang bang chủ, còn có những người kia cút đi. Dương San lên tiếng nói với những người này, bằng không, kết quả của các ngươi còn thảm hơn so với bọn họ. Còn nữa, về sau các ngươi không được phép quấy rầy nhà hàng này. Nếu không, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Đám người kia do dự một chút nhưng vẫn chạy hết ra ngoài, tuy nhiên bọn họ chỉ kéo nam nhân đầu trọc ở bên dưới nhất, còn những người khác thì mặc kệ. Bốp bốp bốp. Phá Tà vừa ăn cơm vừa xem kịch vui, nhịn không được vỗ tay, có chút tán thưởng, đặc sắc, thật đặc sắc, ta nhìn mà cảm thấy ngứa tay. Ngươi cũng muốn bay ra ngoài sao? Hạ Thiên hỏi. Phá Tà cười ha hả, quên đi, ta không có hứng thú đó. Ta chỉ nhận tiền làm việc. Nếu các ngươi đồng ý đi với ta một chuyến, các ngươi có thể sống thêm một khoảng thời gian. Nếu các ngươi từ chối, thật ngại quá, bây giờ ta chỉ có thể lấy đầu của các ngươi. Cố chủ của ngươi là ai? Dương San lạnh lùng nhìn chằm chằm Phá Tà, Bạch Thiên Hào. Hay là Bạch Vạn Bang? Phá Tà lắc đầu, hơi ngả ngớn nói, tin tức cố chủ phải bảo mật. Nếu tiết lộ cho các ngươi biết, ta làm việc nghiệp dư quá. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể ra giá tiền cao hơn, nói không chừng ta có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi. Giá tiền cao hơn chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Dương San lạnh lùng nói, ngươi đúng là đủ tham lam. Thì người đến trước người đến sau. Phá Tà bình thản nói, ta thích tiền, nhưng ta cũng có đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Cho nên, các ngươi có thể bỏ tiền thì mua được tin tức, chứ không thể mua được mệnh của các ngươi. Hạ Thiên nói, người như ngươi không xứng làm sát thủ, ngươi nên đổi nghề đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sát thần à? Phá Tà biến sắc, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, ngươi có tư cách gì mà nói người khác có xứng làm sát thủ hay không? Ta không phải sát thần, sư phụ ta mới là sát thần Ngải Luân. Hạ Thiên đáp, tuy nhiên, bản lãnh của ta đã vượt qua ông ấy. Phá Tà hiển nhiên không tin Hạ Thiên, lạnh lùng nói, đừng sỉ nhục thần tượng của ta. Xem ra, ta không cho ngươi đẹp mắt, ngươi còn tưởng rằng ta đang nói đùa. Quên đi, thằng ngu ngươi phải chết rồi. Hạ Thiên hời hợt nói. Buồn cười, ánh mắt Phá Tà đột nhiên thay đổi, há miệng phun ra một ngụm máu đen. Cả người ngã xuống đất. Phá Tà ngã xuống đất, mê man một hồi mới hồi phục tinh thần. Hắn ta há miệng định nói gì đó, kết quả phun ra một ngụm máu đặc, cả gương mặt cũng trở nên tiêu tụy. Ông xã, hắn ta bị gì thế? Dương San nhìn gương mặt người này giống như cây mất nước, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã trở thành củi mục, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hạ Thiên đáp, chẳng có gì, hắn ta bị trúng độc chứ sao? Trúng độc? Ánh mắt Dương San hiện lên sự kinh ngạc, độc gì mà có thể biến người ta thành như vậy. Tuy nhiên, Phá Tà cũng không phải là không có chuẩn bị. Hắn ta run rẩy lấy một cái bình nhỏ từ trong ngực ra, đổ một viên thuốc nhỏ bỏ vào trong miệng, rất nhanh đã khôi phục lại. Hạ Thiên, ngươi giỏi lắm, ngươi cũng dám hạ độc ta. Phá Tà thở phào nhẹ nhõm, sau đó lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng ta lại có ích độc đan đúng không? Hạ Thiên nói, ngươi một chút đầu óc cũng không có. Ngươi nói vậy là có ý gì? Phá Tà cười lạnh, hơi trào phúng, ngươi đừng nói độc này không phải ngươi hạ nhé. Dương San phản bác, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng chồng của ta hạ độc ngươi? Ha ha, ta không phải cảnh sát, ta không cần chứng cứ. Phá Tà lạnh lùng nói, ta là sát thủ, ta có trực giác. Trực giác của ngươi ngay cả cậu thí cũng không bằng. Hạ Thiên ngáp một cái, ta đã nói rồi, ngươi không xứng làm sát thủ. Ấn tượng của Dương San về tên sát thủ này cũng không tốt, nhìn không được liền nói, muốn đối phó ngươi, chồng của ta không cần hạ độc, thậm chí hắn cũng không cần ra tay, ngay cả ta cũng có thể giết ngươi. Ha ha ha, Phá Tà không nhìn được ngửa mặt lên trời cười to, dám làm mà không dám nhận. Hạ Thiên ngươi thì ra cũng là hạng người như thế, còn dám nói mình là đồ đệ sát thần Ngải Luân. Vừa nhát như chuột vừa dối trá, thật khiến người ta cảm thấy trơ trẽn.
ngươi là gì mà dám sỉ nhục chồng của ta? Dương San đứng lên, trừng mắt nhìn Phá Tà, ngươi còn dám nói thêm một câu, ngươi có tin ta đập nát đầu chó của ngươi không? Ngươi là sát thủ cẩu thí gì thế? Phá Tà hiển nhiên không nghĩ đến tính tình của nữ nhân này lại nóng nảy đến như vậy, nhất thời bị khí thế của Dương San chấn nhiếp, lúng túng không dám nói thêm câu nào. Hạ Thiên nói, vợ tiểu tiểu Dương, đừng nóng giận, nàng không cần phản ứng với loại ngu ngốc này đâu. Không được, Dương San vẫn kiên trì, cảm thấy nhất định phải cho cái loại người như thế biết tay, ông xã, loại người này không thể nhân nhượng. Khi ta làm hướng dẫn viên du lịch cũng thường xuyên bị người ta vu khống. Nếu không tìm hiểu rõ ràng minh bạch ngay tại chỗ, về sau ta sẽ phải gánh lấy tiếng xấu. Huống chi hắn ta còn đang nói xấu chàng. Vợ tiểu tiểu Dương, nàng đừng kích động. Hạ Thiên đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Dương San, rót cho nàng một chút băng hỏa linh khí, lắng lại lửa giận đang bốc lên cao của nàng, cái tên ngu ngốc đó đã là người chết, không cần thiết phải so đo với người chết. Phá Tà nghe Hạ Thiên nói, lửa giận bốc lên, vốn ta còn muốn để các ngươi sống lâu thêm một chút, bây giờ ta cảm thấy không cần thiết. Ta thấy nên mang đầu các ngươi về giao nộp thì hay hơn. Ngươi muốn mang thì chỉ có thể mang đầu của mình giao nộp. Hạ Thiên nói. Phá Tà cũng không nói thêm câu nào, đột nhiên đưa tay đâm cây gai nhọn về phía cổ họng Hạ Thiên. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, không phải âm thanh gai nhọn đâm vào cổ họng mà là Phá Tà lại phun ra một ngụm máu đen, sau đó chân mềm nhũn, một lần nữa ngã xuống đất. Tại sao lại như thế? Phá Tà mở hai mắt thật to, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, ta rõ ràng đã uống ích độc đan, vì sao lại còn phốc? Lời còn chưa nói hết, hắn ta lại phun ra thêm một ngụm máu đen, gương mặt trở nên giống như cỏ cây khô héo. A, à, Phá Tà đành phải uống thêm một viên ích độc đan, lập tức ngăn lại trạng thái khô cạn, chỉ là tâm thái của hắn ta đã sập, biểu hiện vừa phẫn nộ vừa khó hiểu nhìn Hạ Thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đã hạ độc gì với ta? Ngươi trúng độc nhưng không phải do ta hạ độc. Hạ Thiên nói, như vợ tiểu tiểu Dương đã nói, ta muốn giết ngươi thì không cần hạ độc. Nếu ta mà hạ độc, ngươi đừng hòng phát hiện ra, cũng chẳng có bất cứ đan dược nào có thể giải. Phá Tà vẫn trăm mối không có cách giải, không phải ngươi thì là ai? Thế thì phải hỏi ngươi đấy. Dương San lạnh lùng nói. Phá Tà lập tức nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ là thức ăn vừa rồi. Rất nhanh hắn ta lại phủ định, hắn đã kiểm tra qua thức ăn, cũng không có độc. Ngươi đúng là ngốc đến mức không có thuốc nào cứu được. Hạ Thiên thuận miệng nói, ai quy định độc thì nhất định phải bỏ trong thức ăn. Phá Tà ngẩn người, lập tức quay lại chỗ bàn ăn. Đầu tiên là kiểm tra chén dĩa, sau đó kiểm tra xung quanh, cuối cùng lật tung bàn ăn, đột nhiên phát hiện dưới đáy bàn ăn có một vũng nước đọng cỡ ngón tay cái. Chủ nhà hàng đâu? Mau ra đây cho ta. Phá Tà quấn khăn ăn, bắt đầu chấm vào vũng nước đọng, đưa lên mũi khẽ ngửi, sau đó quát to. Bạch Tiểu Tuyết nghe được tiếng quát, lập tức chạy đến, ta là chủ ở đây, không biết có việc gì không? Đây là cái gì? Phá Tà đưa tay chỉ vũng nước đọng dưới đáy bàn ăn, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích hợp lý, bây giờ ta sẽ giết sạch các ngươi. Bạch Tiểu Tuyết mờ mịt hỏi, ta không biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi ngửi một chút đi rồi hãy nói với ta câu đó. Phá Tà lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Tuyết, sau đó đưa khăn ăn đến trước mặt của nàng. Bạch Tiểu Tuyết đưa tay nhận lấy miếng khăn ăn, đưa lên mũi hít hà, gương mặt hiện lên sự nghi ngờ, cái này giống như hương vị của trà hương. Trà hương, Dương San nghe xong, lập tức nhớ đến chuyện thấm nguyệt trà hương buổi sáng. Chẳng lẽ việc này có liên quan đến Lệ Lệ Á? Phá Tà hiển nhiên biết nó là cái gì, không khỏi biến sắc, người nói đây là hương vị của thấm nguyệt trà hương. Có thể là vậy, Bạch Tiểu Tuyết cũng không dám xác định, có chút do dự nói, dù sao ta cũng chỉ tình cờ ngửi qua được mùi hương này, hơn nữa có chút giống với thẩm nguyệt tử. Cho nên ta cũng không thể nào xác định. Dương San hỏi, người tiếp xúc qua hương vị này ở đâu? Trong khách sạn, phòng Lệ Lệ Á, Bạch Tiểu Tuyết nhớ lại một chút. Sau đó nói, chị họ của ta là trợ lý của Lệ Lệ Á, có đôi khi sẽ đặt thức ăn ngoài. Hôm qua ta có mang đến đó một lần, ngửi được mùi này ở cửa phòng Lệ Lệ Á. Dương San lại hỏi tiếp, chị họ của ngươi có phải là Bạch Tiểu Lâu hay không? Đúng vậy, tại sao ngươi biết tỷ ấy?
Bạch Tiểu Tuyết có chút ngoài ý muốn hỏi. Hạ Thiên nhếch miệng, chẳng biết, tuy nhiên tên ngốc đó sáng nay nhét trà hương vào khe cửa phòng vợ Tiểu Tiểu Dương, bị ta phát hiện. À, Bạch Tiểu Tuyết kinh ngạc, không thể nào, tại sao tỷ ấy lại làm như vậy? Dương San nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Tuyết, quan sát nét mặt của nàng, không biết, có thể là bị người ta sai khiến, cũng có thể là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nàng ấy và anh trai của Lệ Lệ Á đã bị cảnh sát mang đi rồi. Cái này, Bạch Tiểu Tuyết nhất thời không biết nên nói cái gì. Phá Tà không kiên nhẫn được nữa, chỉ thanh gai nhọn vào cổ họng Bạch Tiểu Tuyết, đây là nhà hàng của ngươi, đồ nhất định là do ngươi bỏ. Nói đi, tại sao lại hạ độc ta? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bạch Tiểu Tuyết cảm thấy hơi sợ, ủy khuất không thôi, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi sẽ ngồi ở đó, làm sao ta có thể hạ độc ngươi được. Dương San hơi nheo mắt lại, lạnh giọng nói, nếu ta nhớ không lầm, khi ta và chồng của mình đến, cũng là muốn ngồi ở vị trí đó, chẳng qua bị người khác quấy rầy. Cho nên, đây hẳn là nhằm vào chúng ta. Vợ Tiểu Tiểu Dương, lần này nàng thông minh đấy. Hạ Thiên gật đầu. Bạch Tiểu Tuyết không nghĩ ra, nhưng trà hương sẽ bay hơi. Cho dù có người muốn hãm hại các ngươi, nhưng làm sao bọn họ sẽ cam đoan các ngươi sẽ đến đây, đồng thời cũng đảm bảo chỉ có các ngươi trúng độc mà những người khác lại không sao. Đúng, vì sao các ngươi không trúng độc mà lại là ta? Trong lòng Phá Tà cũng có nghi hoặc. Ta không thể nào trúng độc, nữ nhân của ta cũng không, bởi vì ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Hạ Thiên mỉm cười nói. Dùng ánh mắt nhìn Phá Tà như nhìn kẻ thiểu năng, về phần tại sao chỉ có ngươi trúng độc mà người khác không có, ngươi đoán thử xem. Phá Tà cảm thấy đầu như muốn nổ ra, một chút đầu mối cũng không có, rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ có một khả năng, Dương San nghĩ đến một đáp án. Mau nói đi, Phá Tà thúc giục. Ánh mắt Dương San quay sang nhìn Bạch Tiểu Tuyết, những người trước đó đã uống thuốc giải, cho nên sẽ không trúng độc. Có thể làm được chuyện này cũng chỉ có ngươi mà thôi. Ta, sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết trắng bệch, vội khua tay, cái này chẳng liên quan gì đến ta cái gì cũng không biết. Làm sao ta có thể làm chuyện này được, ta và các ngươi không cừu không oán, tại sao ta lại phải làm chuyện đó chứ? Huống chi, vừa rồi đám người Hàn Đao Bang cũng không bị trúng độc, chẳng lẽ bọn họ cũng là do ta sắp xếp? Dương San cũng có chút nghi hoặc. Đám người Hàn Đao Bang xuất hiện quả thật có chút không đầu không đuôi, chỉ là tình cờ. Vợ Tiểu Tiểu Dương, nàng không cần suy nghĩ quá nhiều. Hạ Thiên nói, cũng là do nàng ta sắp xếp hết đấy. Hạ Tiên Sinh, ngươi nói như vậy là hơi quá đáng. Bạch Tiểu Tuyết tức giận nhìn Hạ Thiên, chẳng lẽ ta có năng lực biết trước, biết các ngươi nhất định sẽ đến nhà hàng của ta, lại biết được đám Hàn Đao Bang kia sẽ tìm các ngươi gây chuyện, sau đó biết bọn họ sẽ dẫn người quay lại. Lại còn dự đoán được bọn họ sẽ bị các ngươi đánh chạy, còn biết người này là sát thủ, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Vì sao lại không có khả năng? Hạ Thiên hời hợt hỏi lại. Ngươi muốn nói như vậy, ta thật sự không phản bác được. Bạch Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn vu khống ta còn có cách nào nữa chứ? Chỉ bằng báo cảnh sát, để cảnh sát đến điều tra thì hay hơn. Không cần, Hạ Thiên nói, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Bạch Tiểu Tuyết nghe Hạ Thiên nói xong, sắc mặt không khỏi thay đổi, ủy khuất như sắp khóc, ta chỉ là chủ của một nhà hàng nhỏ, ta hoàn toàn không biết chuyện của các ngươi. Tại sao các ngươi lại muốn uy hiếp một người vô tội như ta chứ? Hạ Thiên nói, ai uy hiếp ngươi, ta chỉ thuật lại sự thật mà thôi. Ta chẳng muốn nghe các ngươi nói mò. Bạch Tiểu Tuyết như phát điên, không còn thái độ khiếp nhược như trước đó. Quay người định đi, chuyện của các ngươi thì tự các ngươi giải quyết, chẳng có liên quan gì đến ta. Đừng nhúc nhích, mặc dù Phá Tà cũng không tin Hạ Thiên, nhưng vẫn chỉ thanh gai nhọn vào cổ Bạch Tiểu Tuyết, trước khi sự việc còn chưa biết được rõ ràng, ngươi không thể đi. Bạch Tiểu Tuyết như muốn điên lên, quay đầu trừng mắt nhìn Phá Tà, hắn bị bệnh tâm thần, ngươi cũng có bệnh sao? Ta chỉ là người bình thường, không biết các ngươi muốn làm gì, cũng chẳng muốn liên lụy vào chuyện của các ngươi. Ta chỉ muốn sống bình yên, kinh doanh nhà hàng của ta thôi. Câm miệng, Phá Tà nhấn thanh gai nhọn trong tay sâu nửa tấc, rạch một miếng da nhỏ trên cái cổ trắng tinh của Bạch Tiểu Tuyết, một giọt máu rỉ ra, nếu không, bây giờ ta làm thịt ngươi. Bạch Tiểu Tuyết ngẩn ra, đưa tay sờ cổ của mình,
nhìn thấy trong tay có máu, lập tức hét lên. Phá Tà bị tiếng thét chói tai chấn động đến đau đầu, lập tức quát lớn, ta bảo ngươi im, a. À. Nhưng còn chưa đợi hắn ta kịp phản ứng, Bạch Tiểu Tuyết bỗng nhiên nổi bão, một quyền đập trúng huyệt thái dương của Phá Tà, đánh cho hắn ta phải hồ đồ. Ngươi, Phá Tà chịu một quyền, rất nhanh lấy lại tinh thần. Lão tử là sát thủ đỉnh cấp, lại bị một nữ nhân tay trói gà không chặt đánh trúng. Thẹn quá hóa giận, thanh gai nhọn trong tay không chút do dự, thọc thẳng vào người Bạch Tiểu Tuyết. Bành! Kết quả, trên mặt hắn ta lại chịu một quyền, phần bụng trúng một cái đầu gối, cả người cong thành con tôm, thức ăn muốn lộn ngược hết trong dạ dày, há miệng nôn sạch ích độc đan đã uống vừa nãy ra ngoài. Dám làm rách da của ta, người có biết nơi này khó chăm lắm không? Bạch Tiểu Tuyết giống như nổi điên, một trận đấm đá vào người Phá Tà. Mỗi một cú đều lực đạo 10 phần nhưng lại không đánh chết người. Dương San nhìn cảnh tượng trước mắt cũng có thể hiểu ra, Bạch Tiểu Tuyết không phải người bình thường, ít nhất cũng là võ giả. Che giấu thực lực như vậy, nhất định có mục đích không thể cho ai biết. Liên tưởng đến những gì Hạ Thiên vừa mới nói qua, Dương San đại khái đoán được Bạch Tiểu Tuyết là người như thế nào. Dương San quay sang nhìn Hạ Thiên, đang định nói cái gì đó. Hạ Thiên mỉm cười, vợ tiểu tiểu Dương, cái gì cũng không cần nói, cứ xem kịch là được rồi. Bên kia, sát thủ đỉnh cấp Phá Tà sắp bị Bạch Tiểu Tuyết đánh chết, cộng thêm ích độc đan bị nôn ra, cả người nhanh chóng khô héo. Ích độc đan của ta, thần chí Phá Tà mất hết, chỉ biết há miệng la hét ích độc đan, miệng không ngừng phun ra máu đen. Lúc này, Bạch Tiểu Tuyết mới thoáng lắng lại lửa giận, sờ lên cái cổ trắng nõn của mình, vết thương đã khép lại, chỉ để lại một cái dấu nhàn nhạt, lúc này nàng mới thở phào một hơi. Ngươi nói tại sao ngươi lại rạch da của ta chứ? Bạch Tiểu Tuyết tức giận đá cho Phá Tà một cước, ban đầu, ngươi giết người thì nên dứt khoát, lưu loát một chút. Lấy đầu hai người kia rồi biến đi, nhất định phải ăn cơm gì đó, còn gây chuyện với ta, đúng là không biết sống chết. Phá Tà bất lực trả lời, khí tức cũng dần dần yếu đi, thần thái trong mắt đã sắp tắt. Đúng là ngớ ngẩn, Bạch Tiểu Tuyết gắt lên một cái, sau đó nói với Hạ Thiên, người mắng đúng lắm, tên sát thủ dở tệ này chỉ là một kẻ ngu ngốc, hơn phân nửa là do lão đại ngu xuẩn của Bạch gia thuê, đúng là ngu như nhau. Dương San lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Tuyết, vậy ngươi là do ai thuê? Vì sao các ngươi lại không bị trúng độc? Bạch Tiểu Tuyết cũng không trả lời Dương San. Ngược lại hỏi ra nghi vấn của mình, thấm nguyệt hương là một loại thuốc độc cao cấp mới điều chế ra, các ngươi tuyệt đối không có khả năng có thuốc giải. Hạ Thiên ngáp một cái, khinh thường đáp, đừng chém gió nữa. Chút độc tính đó, đoán chừng ngay cả con kiến cũng không độc chết được. Thứ đó vốn không dùng để độc chết người. Bạch Tiểu Tuyết vén tóc ra đằng sau tai, cười nói, nó chỉ dùng để cướp đoạt khí huyết, sinh cơ và dung mạo của người khác. Bạch gia đã tập hợp hơn 10 vị luyện đan sư đỉnh tiêm, bỏ ra hơn nửa năm mới nghiên cứu ra được, số lượng cực kỳ thưa thớt, mỗi viên có giá trăm vạn. Dương San nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Rất đơn giản, các ngươi hẳn đã trúng độc, cũng nhất định phải trúng độc. Bằng không, quá lãng phí. Bạch Tiểu Tuyết nhắm mắt, thần thái âm tàn, ngữ khí lạnh lẽo, hoàn toàn là hai người với người vừa nãy, các ngươi trúng độc, ta có thể giảm bớt một số việc. Nhưng bây giờ lại trở nên phiền phức. Dương San hỏi ngược lại, phiền phức gì? Ban đầu, các ngươi trúng độc, đại khái sẽ đánh mất huyết khí sinh cơ, cũng sẽ trở nên xấu một chút, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ lưu lại được cái mạng. Bạch Tiểu Tuyết lắc đầu, có chút tiếc nuối, bây giờ các ngươi không có trúng độc, chuyện ta muốn làm cũng không hoàn thành, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn, ngươi nói có phiền phức hay không? Đúng là phiền phức thật. Dương San nghe xong, không khỏi mỉm cười, vậy ngươi dự định giải quyết phiền phức này như thế nào? Bạch Tiểu Tuyết thở dài, dùng giọng điệu thương lượng nói, chỉ bằng ta bảo nhà bếp nấu hai món khác cho các ngươi, lần này sẽ bỏ độc dược, các ngươi giả bộ như không biết, sau đó ăn hết. Ngươi bị ngốc à? Hạ Thiên nhếch miệng, vừa rồi ta cũng đã nói, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ, ngươi có hạ độc gì cũng vô dụng thôi. Mặc dù không biết vì sao các ngươi lại không bị trúng độc, nhưng nghĩ đến hạ độc đích thật cũng không có tác dụng gì. Gương mặt Bạch Tiểu Tuyết hiện lên sự khó xử, nhưng lệnh bên trên chính là để các ngươi trúng độc, hơn nữa còn nhất định phải nhiễm độc nguyệt hương. Dương San hỏi, vì sao?
bởi vì bên trên có người coi trọng mặt của ngươi, còn có sinh cơ bừng bừng trong cơ thể ngươi. Bạch Tiểu Tuyết cũng không che giấu, nói thẳng, cho nên, các ngươi nhất định phải trúng nhiễm nguyệt hương. Nếu không, ta sẽ không cách nào bàn giao. Hạ Thiên nói, ngươi còn sống chưa đến mấy giây, không cần phải bàn giao. Uy hiếp này của ngươi, một chút cường độ cũng không có. Bạch Tiểu Tuyết nghe xong liền lắc đầu, có chút khinh thường nhìn Hạ Thiên, ngươi không trúng độc, ta lại càng không thể trúng độc. Bởi vì ta chính là vật thí nghiệm các loại đan dược, độc dược của Bạch gia, đã sớm bách độc bất xâm. Thật sao? Hạ Thiên cười một tiếng. Bạch Tiểu Tuyết kiêu ngạo nói, đương nhiên, nếu ngươi không tin, ngươi có thể thử, a. À. Lời còn chưa nói hết, nàng ta bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, cổ họng ngòn ngọt, sau đó há miệng phun ra một ngụm máu đen. Không thể nào, Bạch Tiểu Tuyết nhìn máu đen mà nàng ta phun ra, ta không thể trúng độc. Ta đã sớm bách độc bất xâm, ngươi đã làm gì ta? Chẳng làm gì cả, Hạ Thiên nói, ngươi cũng không phải bách độc bất xâm, chỉ là các loại độc tính trong cơ thể ngươi đạt đến trình độ cân bằng kỳ diệu mà thôi. Chỉ cần phá vỡ sự cân bằng này, ngươi tất nhiên sẽ độc phát thân vong. Bạch Tiểu Tuyết cảm nhận được lục phủ ngũ tạng dâng lên một sự đau đớn không cách nào nói rõ, sau đó cả gương mặt nàng cũng trở nên khô héo. Điều này đã trực tiếp phá vỡ phòng ngự trong lòng của nàng ta, tại sao lại như vậy? Ta không muốn chết, xin hãy cứu ta. Vừa rồi ngươi còn rất ung dung mà, tại sao nhanh như vậy đã suy sụp rồi? Dương San lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Tuyết, nói, là ai sai khiến ngươi? Là Lệ Lệ á, Bạch Tiểu Tuyết một chút do dự cũng không có, nói thẳng tên của cố chủ, nàng ấy là thượng cấp của ta, là nàng ấy ra lệnh cho ta làm như vậy. Dương San cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, quả nhiên là nàng ta, ngươi chắc phải biết thêm chút gì đó chứ. Trước đừng hỏi mấy cái này, ngươi hãy giải độc cho ta đi. Bạch Tiểu Tuyết sờ mặt mình, mặt của ta sắp không chịu nổi rồi. Ta không muốn biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Dương San lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi đối với người khác cũng không phải thái độ này, ngươi hãy nói ra những gì mình biết đi. Không đợi Dương San truy vấn, Bạch Tiểu Tuyết đã nói ra những gì mình biết. Những chuyện này đều do Lệ Lệ Á làm, ta và các ngươi không hề có thù oán, tại sao lại chủ động trêu chọc các ngươi chứ? Thật ra, từ lúc có cái bình chọn 10 hướng dẫn viên du lịch đẹp nhất, nàng ta đã hận ngươi, đồng thời cũng coi trọng mặt của ngươi. Mỹ nữ đến tham gia đại hội lần này, thật ra là do nàng ta nhờ tập đoàn Lăng Tiêu phát thiệp mời, mục đích là cướp đoạt gương mặt và sinh cơ của các ngươi. Anh trai của nàng ta Hoàng Vũ Thực cũng không phải loại người tốt lành gì, thường xuyên giúp nàng ta làm mấy chuyện ác này. Còn nữa, Lệ Lệ Á là tình nhân của một thành viên hạch tâm nào đó của Bạch gia. Dương San im lặng nhìn Bạch Tiểu Tuyết, nữ nhân này đúng là phức tạp, lúc thì thuần lương ngây thơ, lúc thì độc ác ngoan lệ. Bây giờ lại điềm đạm đáng yêu, hoàn toàn chẳng biết cái nào là thật cái nào là giả. Ông xã, chúng ta xử lý nàng ta như thế nào? Dương San hỏi. Hạ Thiên nói, chẳng có tác dụng gì, chúng ta đến là để ăn cơm mà. Cũng đúng, vậy để nàng ta tự sinh tự diệt ở đây đi. Dương San gật đầu, lập tức nghĩ đến Lệ Lệ Á, tuy nhiên, cố chủ của nàng ta không thể tùy ý buông tha. Nếu không, về sau nàng ta sẽ còn đến gây chuyện với chúng ta nữa. Bạch Tiểu Tuyết vội vàng kêu ầm lên, đừng bỏ ta ở đây, mau giải độc cho ta sắp không chịu nổi rồi. Đây là ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách được người nào. Dương San cũng không rảnh có lòng tốt với người này. Một khi cứu loại người này, lúc nào cũng sẽ bị cắn ngược một cái, hơn nữa kết cục bây giờ là do nàng ta tự tìm. Sau 2-3 giây, Bạch Tiểu Tuyết không còn tiếng động, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Ông xã, chúng ta đi thôi. Dương San lắc đầu, khoác tay Hạ Thiên. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Dương San, cả hai rời đi. Chờ hai người đi không bao lâu, lại có mấy bóng người bước vào nhà hàng, trong nháy mắt đã kéo thi thể đi, thanh lý toàn bộ. Một lát sau, lại có thêm mấy người đến, nhà hàng lại thay bảng hiệu, tiếp tục kinh doanh, giống như không có chuyện gì xảy ra. Ninh gia, Ninh Vọng Hải nằm trên ghế, nhàn nhã uống trà, phơi nắng. Bên cạnh, Ninh Nhụy Nhụy đang ăn táo, muốn hỏi rồi lại thôi. Có lời gì cứ nói, không nhất thiết phải kìm nén.
có phải cãi nhau với Hạ Thiên hay không? Ninh Vọng Hải hiểu rất rõ đứa cháu gái này của mình. Sau khi trở về, nàng vẫn luôn vô tình hay cố ý thăm dò ông, hiển nhiên là có chuyện gì đó muốn nói với ông, nhưng lại sợ làm tổn thương thể diện của ông, cho nên nàng mới có biểu hiện như thế. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười xấu hổ, không có, con về chỉ để chăm ông thôi mà. Tính tình của ngươi như thế nào, ta còn không rõ sao? Ninh Vọng Hải khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, không có chuyện gì lớn, tại sao ngươi lại tự dưng trở về? Nhất định là có chuyện, hơn nữa còn là chuyện phải thương lượng với ta mới có thể quyết định, đúng không? Ninh Nhụy Nhụy đúng là muốn hỏi gia gia của nàng một số chuyện. Mấy ngày trước đó, nàng cùng với Hạ Thiên đến Hoàng Sơn, cũng chính là quê quán của Nhiếp Tiểu Lý. Khi giúp đỡ Nhiếp Tiểu Lý xử lý một số chuyện, nàng nghe Nhiếp Lão Thái Thái nhắc đến chuyện gia gia nàng khi còn trẻ, nàng nhịn không được muốn quay về hỏi thăm, chỉ là lời đến khóe miệng lại không biết nên nói như thế nào. Nếu không phải cãi nhau với Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi có thai? Ninh Vọng Hải không biết nghĩ đến điều gì, lông mày hơi cau lại, có chút tức giận, đám thanh niên các ngươi đúng là không biết tiết chế, cũng không biết biện pháp an toàn. Có đôi khi không thể tham sảng khoái nhất thời mà cần cân nhắc cho tương lai. Cũng may các ngươi vẫn còn trẻ. Vâng, vâng, Ninh Nhụy Nhụy vô thức cắn quả táo, trong lòng đang cân nhắc làm sao lên tiếng, hoàn toàn không nghe ra ra của nàng đang nói cái gì. Ninh Vọng Hải nhìn biểu hiện của Ninh Nhụy Nhụy, còn tưởng rằng nàng đang lo lắng ứng đối như thế nào, lập tức đề nghị thật ra ngươi có thể sinh đứa bé ra. Nếu các ngươi không muốn nuôi, có thể mang đến cho ta. Đứa bé, Ninh Nhụy Nhụy mờ mịt nhìn ra da của nàng, cái gì đứa bé? Đứa bé của ai? Không phải của ngươi và Hạ Thiên sao? Ninh Vọng Hải ngẩn cả người, có chút do dự nói, chẳng lẽ ngươi còn có bạn trai khác? Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy mới khôi phục lại tinh thần, da mặt đỏ ửng, hơi xấu hổ nói, ra da, ông nói mỏ cái gì vậy? Con và Hạ Thiên làm gì có đứa bé nào? Chúng ta còn chưa có, tại sao lại có con được? Con không có mang thai. Không có mang thai, Ninh Vọng Hải thoáng có chút thất vọng, nhẹ nhàng thở ra, cũng tốt, nhưng đây là chuyện của các ngươi, ta không xen vào. Ninh Nhụy Nhụy không nghĩ đến khi nàng đang thất thần, gia gia của nàng lại suy nghĩ phong phú đến như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, gia gia, ông nghĩ hơi xa rồi. Con và Hạ Thiên còn chưa đến bước kia đâu. Không cãi nhau, cũng không mang thai, nhìn các ngươi thì cũng không giống chia tay. Ninh Vọng Hải cảm thấy khó hiểu, vậy rốt cuộc ngươi sầu mi khổ kiếm là vì thứ gì? Ninh Nhụy Nhụy do dự vài giây, cuối cùng quyết định đi thẳng vào vấn đề. Giữa ông cháu không cần phải thăm dò nhiều như vậy, ở Nhiếp gia trấn, có lão thái thái đề cập đến chuyện cũ của gia gia, con chỉ muốn kiểm chứng một chút. Ồ, liên quan đến chuyện cũ của ta? Ninh Vọng Hải mỉm cười, thản nhiên nói, ta còn có chuyện cũ gì nữa? Bây giờ ta chỉ là một lão già họm hẹm bình thường mà thôi. Khi còn trẻ, ta cũng chẳng có hành động gì oanh oanh liệt liệt cả. Ninh Nhụy Nhụy nhẹ nhàng nói, ở Nhiếp gia trấn, lão thái thái nói năm đó gia gia có danh xưng huyết thủ độc tâm, chẳng những ra tay tàn nhẫn mà không còn thể ai có thể ngăn cản. Khi nói những lời này, ánh mắt của Ninh Nhụy Nhụy không khỏi nhìn chằm chằm vào biểu hiện thay đổi của gia gia nàng. Ha ha! Gương mặt của Ninh Vọng Hải cũng không có gì thay đổi, chỉ mỉm cười, một lúc lâu sau mới nói, lão thái thái mà ngươi nói, ta cũng đoán được là ai. Ân oán bao nhiêu năm trước, bà ta vẫn còn nhớ đến bây giờ. Đúng là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Ninh Nhụy Nhụy nghe ra ra của nàng nói, không khỏi ngẩn người, sau đó mở to mắt nhìn, ra ra, chẳng lẽ bà ấy nói là thật. Vậy rốt cuộc ông là... Cũng không tính là thật, nửa thật nửa giả. Ninh Vọng Hải thở dài, thật ra cũng đã hơn 30 năm, thậm chí là chuyện của 40 năm trước, ta cũng đã sớm quên mất rồi. Tuy nhiên, nếu ngươi đã nghe, ta nói cho ngươi biết cũng không sao. Dù sao cũng chỉ là những chuyện hoang đường ta làm khi còn trẻ mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, hơi thẹn đỏ mặt, nói đến con vẫn cảm thấy rất hổ thẹn, quan tâm đối với gia gia thật sự không đủ. Chuyện còn trẻ của ông, con hoàn toàn chẳng biết gì cả. Điều này có gì mà phải hổ thẹn, Ninh Vọng Hải hoàn toàn không hề có chút nghi ngờ gì đối với điều này, thật ra, khi gia gia ngươi còn trẻ, ta đã phạm sai lầm lớn, cho nên ta mới phải giữ kín. Nếu không phải bây giờ ngươi hỏi ta, hơn phân nửa ta sẽ mang vào quan tài.
dù sao đây cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Phạm sai lầm lớn, Ninh Nhụy Nhụy quả thật đã bị khơi gợi lòng hiếu kỳ. Trong ấn tượng của nàng, gia gia của nàng xử lý làm người trước giờ luôn bốn bề yên tĩnh, trên cơ bản chưa từng đắc tội ai, rất khó tưởng tượng ông sẽ phạm sai lầm lớn. Chẳng lẽ là chuyện nam nữ xảy ra vấn đề khi còn trẻ? Nghĩ đến vấn đề này, trong đầu Ninh Nhụy Nhụy bỗng nhiên hiện lên gương mặt Hạ Thiên. Nàng vô thức hỏi gia gia, khi ông còn trẻ, không phải cũng giống như Hạ Thiên chứ? Ninh Vọng Hải đang rơi vào hồi ức, nghe Ninh Nhụy Nhụy hỏi, không khỏi trừng mắt nhìn cháu gái, người đang nói bậy gì đó. Thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Ninh Vọng Hải cảm khái nói, hai, nhất thời cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào. Trước tiên ông hãy nói ngoại hiệu huyết thủ độc tâm là gì? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Đây không phải ngoại hiệu, là bà nương kia cố ý bẻ cong. Ninh Vọng Hải cười khổ lắc đầu, lập tức giải thích, tên hiệu ban đầu của ta là Tuyết Thủ Độc Hành, bởi vì ta vốn là đệ tử phái Tuyết Sơn, võ công am hiểu nhất chính là băng phách tuyết thủ, lại thích độc lai độc vãng, cho nên ta mới có tên hiệu này. Ninh Nhụy Nhụy nghe được một cái từ mà nàng cảm thấy rất hứng thú, phái Tuyết Sơn. Đúng, chính là phái Tuyết Sơn. Ninh Vọng Hải mỉm cười, sau đó chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy, nếu trước kia nói cho con biết, con nhất định sẽ không tin. Bây giờ thì khác, con quen Hạ Thiên, đối với điều này cũng tập mãi thành quen. Ninh Nhụy Nhụy quả thật hơi giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Mấy tháng trước, nàng vẫn là một người bình thường. Mặc dù khiêu chiến cực hạn khắp nơi, hưởng thụ khoái cảm siêu việt hơn người bình thường, nhưng cho đến nay, nàng chưa từng nghĩ qua trên thế giới này thật sự có tu tiên giả tồn tại. Cho đến khi nàng gặp Hạ Thiên ở núi tuyết, một cánh cửa thế giới mới mở ra. Tuy nhiên, nàng vạn lần không nghĩ đến gia gia của nàng chính là tu tiên giả, hơn nữa còn là đệ tử danh môn. Nhưng đã nhiều năm như vậy, người một nhà của nàng cũng không phát hiện ra, thậm chí ngay cả Hạ Thiên cũng không nhìn ra. Chẳng lẽ gia gia đã đạt đến cảnh giới cao không thể tưởng tượng nổi? Con không cần suy nghĩ quá nhiều. Ninh Vọng Hải mỉm cười, ta không phải tu tiên giả, chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng, muốn học một số võ công tuyệt thế, sau đó xông sáo giang hồ, trở thành đại hiệp nhất đại. Nhưng ta không có linh căn, cho dù có gia nhập phái Tuyết Sơn, cũng chỉ là đệ tử võ tông, không tu được tiên. Lúc đó ta còn bị trưởng môn đặt cho một cái tên, Ninh Vạn Hưu. Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, vậy tại sao ông không ở phái Tuyết Sơn nữa? Chẳng lẽ là do năm đó ông phạm phải sai lầm lớn? Đúng, Ninh Vọng Hải nhớ lại một chút, cảm thấy hối hận, lúc đó, trưởng môn bế sinh tử quan, tất cả công việc đều giao cho phó trưởng môn và chấp pháp đường xử lý. Lúc đó, phái Tuyết Sơn có 3 linh tuyền, được xem là đỉnh tiêm trong số tất cả các môn phái. Nhưng chấp pháp đường không ngừng cắt xén cung cấp đan dược và linh khí của các đệ tử. Các đệ tử trong môn đều vì thế mà bất mãn. Cộng thêm lúc đó có một trận tranh tài rất quan trọng, đệ tử trong môn bởi vì linh khí không đủ, cho nên đã bị thua trong cuộc tranh tài. Danh dự của phái Tuyết Sơn vì thế mà rơi xuống ngàn trượng. Ninh Nhụy Nhụy nghe đến ngẩn người, không dám quấy rầy ra ra kể lại. Sau đó... Có lời đồn phó trưởng môn là nội ứng môn phái khác tiềm phục ở phái Tuyết Sơn, còn nói phó trưởng môn âm thầm bán linh khí trong 3 linh tuyển cho các môn phái khác. Ta đã âm thầm điều tra qua, trong đó có 2 linh tuyển xác thực đã khô cạn, còn một cái thì linh khí bị ô nhiễm, hoàn toàn không thể dùng được. Ninh Vọng Hải vừa thuật lại chuyện cũ vừa cảm thấy hối hận, lúc đó, ta tuổi trẻ nóng tính, không nhịn được người khác giật dây, vì thế ta đã đi tìm phó trưởng môn để lý luận. Nói đến đây, Ninh Vọng Hải bỗng nhiên dừng lại. Ninh Nhụy Nhụy liền hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Ninh Vọng Hải cười khổ, ta một mình tiến vào phòng phó trưởng môn, khi đó ông ta đã chết rồi. Không đợi ta lấy lại tinh thần, người của chấp pháp đường đã chạy đến bắt ta ngay tại chỗ. Ninh Nhụy Nhụy ngẩn cả người, rất nhanh kịp phản ứng, ra ra, ông bị trúng kế của người khác rồi. Con đoán không sai. Thật ra mưu kế đó rất con nít nhưng năm đó ta lại bị mắc lừa. Gương mặt Ninh Vọng Hải hiện lên sự tự giễu, lắc đầu nói. Thế ra ra có biết là ai đã hãm hại người không? Ninh Nhụy Nhụy không nhìn được liền hỏi, ông bởi vì việc này mà bị trục xuất khỏi phái Tuyết Sơn. Ninh Vọng Hải lắc đầu,
vốn là như vậy nhưng đằng sau bỗng nhiên có người đứng ra gánh tội thay, nói phó trưởng môn là do ông ấy giết. Chấp pháp đường căn cứ vào lời khai của ông ta mà bắt không ít đệ tử. Mặc dù ta thoát khỏi hiểm nghi nhưng đã không còn ở lại phái Tuyết Sơn được nữa. Ta rời đi nhưng đồng thời cũng trả lại tên cho phái Tuyết Sơn. Sau đó thì sao? Ninh Nhụy Nhụy có chút cảm khái nhìn ra da của nàng, không nghĩ đến khi ông còn trẻ lại có một đoạn chuyện cũ chập trùng như thế. Ninh Vọng Hải cười khẽ, thản nhiên nói, ban đầu, ta còn dựa vào chút võ công còn con của mình gây chuyện khắp nơi, vì thế ta mới có tên hiệu huyết thủ độc tâm. Về sau ta gặp một cao thủ, thua rất thảm, cho nên ta mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta từ bỏ sông sáo giang hồ, trở về Quế Thành lấy vợ sinh con, sống như thế cho đến tận bây giờ. Ninh Nhụy Nhụy nghe ra ra kể một cách nhẹ nhàng như thế nhưng có thể đoán được hung hiểm bên trong, không khỏi sinh lòng kính nể. Hai, bao nhiêu năm rồi, không nghĩ đến hôm nay ta lại nói với ngươi. Ninh Vọng Hải thoáng cảm khái một chút, nhưng rồi lại lo lắng, tuy nhiên ta có dự cảm, người và chuyện năm đó rất có thể sẽ tìm đến cửa. Ninh Nhụy Nhụy không hiểu ông nói vậy là có ý gì. Cộc cộc cộc. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, còn có người cao giọng reo lên, xin hỏi ở đây có phải là nhà của Ninh Vạn Hưu Ninh Tiên Sinh hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 181.